Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 126. Đế thủ hét lên, hỗn xược, ta là nữ đế giao trì. Cái tay này còn biết nói nữa, còn là một cô gái, gương mặt xinh đẹp của Côn Ngô Mật Phi tối sầm lại. Cô rất thông minh, ngay lập tức phản ứng lại, không đúng, nữ đế giao trì. Cô là mảnh đế thì bị trấn giữ ở nhà tù số 7 đó, cô quả nhiên chạy thoát ra ngoài rồi. Tôi mặc kệ cô có phải là nữ đế gì đó hay không, mau rời khỏi. Nơi đó của người đàn ông của tôi mau. Côn Ngô Mật Phi giận dữ hét lên. Nữ đế giao trì kiêu ngạo đáp, bổn đế nắm nơi này rất thuận tay. Ngươi kêu bổn đế xuống thì bổn đế phải làm theo sao? Nếu không xuống thì tôi đánh tới khi cô xuống. Mày liễu Côn Ngô Mật Phi dựng lên. Những ngón tay búp măng nắm lấy hư không, một luồng sức mạnh cuốn tới, trong tay Côn Ngô Mật Phi liền xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh nước biển. Ép thẳng xuống phía dưới của Diệp Bắc Minh. Kiếm khí quét ngang, cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Bắc Minh bị dọa cho nhảy dựng, cấp tốc lùi lại né một kiếm này. Mật Phi, em muốn đánh cô ta hay là phế tôi thế? Côn Ngô Mật Phi giật mình, vội vàng thu lại kiếm, vậy anh mau kêu cô ta xuống, sao có thể để mặc cô ta nắm lấy nơi đó như vậy được? Sau khi Diệp Bắc Minh không ngừng khuyên ngăn thì giao trì mới buông tay. Giống như một làn khói hòa vào trong vị trí trái tim của Diệp Bắc Minh. Trực tiếp tiến vào không gian bên trong của tháp Càn Khôn Trấn Ngục, đến tầng thứ 108, Diệp Bắc Minh, người đúng là một tên gặp sắc quên nghĩa. Dứt lời liền khóa chặt tầng thứ 108. Hơi thở biến mất. Giao trì. Bất luận Diệp Bắc Minh có kêu gọi thế nào, giao trì cũng đều không trả lời. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục liên tiếng, nhóc con, cô ấy phong tỏa tầng thứ 108 rồi, cả tôi cũng không cảm nhận được hơi thở của cô ấy nữa. Hừ, muốn cướp người đàn ông của tôi, nữ đế thì đã sao, Côn Ngô Mật Phi khịt mũi, còn ngạo mạn hơn của giao trì, vịn lấy cổ Diệp Bắc Minh. Cô nhảy lên treo cả người lên thân thể anh, mắt đẹp chớp chớp. Không ngờ anh thực sự thoát ra khỏi nhà tù số 7, người đàn ông mà Côn Ngô Mật Phi em nhìn chúng quả nhiên không tồi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh không kìm được giật giật, nếu đã thích tôi, tại sao còn phong ấn ký ức của tôi? Còn không phải tại anh sao? Côn Ngô Mật Phi bĩu môi, ai kêu anh lúc đó lừa em? Lời ngon tiếng ngọt, nếu không phải lúc đó em rất bức bối, bị vài ba câu ba hoa của anh lừa gạt, em đã không làm ra. Làm ra loại chuyện đó. Nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của Côn Ngô Mật Phi đã đỏ như trái táo, cắn thật mạnh vào khóe miệng Diệp Bắc Minh. Đây là hình phạt của em dành cho tôi sao? Diệp Bắc Minh tức giận, tên điên nhà em, rõ ràng là em đẩy tôi ra xa. Hi hi, vậy thì đã sao? Chuyện mà em làm ra chưa từng giải thích cho người khác hiểu, Côn Ngô Mật Phi chớp đôi mắt đẹp, còn ngoắc ngón tay về phía Diệp Bắc Minh. Em không chỉ đẩy ngược lại anh, mà còn đè anh những 7 lần. Em, trong mắt Diệp Bắc Minh xẹt qua một tia lửa giận, ôm lấy Côn Ngô Mật Phi phi vào một hang động gần đó. Dòng khí hỗn độn dâng trào, chặn đứng mọi thứ. Thần viện Thái Thương. Hai vị trưởng lão, hai người đã thừa nhận tên Diệp Bắc Minh đó là đệ tử của mình ngay trước mặt mọi người. Không lẽ đệ tử của thần viện Thái Thương các người chuyên làm ra loại chuyện này sao? Gương mặt già của Bất Hủ Thương đen kịt, trong mắt đều là lửa giận. Nếu thần viện Thái Thương không cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng, thì tộc Bất Hủ sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. Thật là sỉ nhục người khác quá mức. Tay chân của Lam Nguyệt Nhã cho đến bây giờ vẫn đang còn run rẩy. Trong hôn lễ của con trai mình, cô dâu vậy mà ngay tại địa điểm tổ chức đám cưới bị người khác cướp đi mất. Bất Hủ Vấn Thiên còn bị tổn thương nặng nề, đúng là quá ô nhục. Gương mặt Tô Bi Vân âm trầm, giống như nuốt phải một con ruồi, hai vị yên tâm, tên tạp chủng Diệp Bắc Minh đó nhất định sẽ chết. Hắn hại chết trưởng lão Thái Ất, thần viện Thái Thương chúng tôi cùng hắn không chết không ngừng. Đỉnh phù đồ điên cuồng đập bàn. Phá ra từng chập bùm bùm bùm, uổng cho lão phu còn nhận tên tiểu xúc sinh này làm đệ tử, hắn vậy mà dám làm ra loại chuyện này. Đợi lão phu bắt được hắn, nhất định phải dùng mọi cách hành hạ hắn tới chết. Ở trung tâm đại điện, Côn Ngô Thái Sơn, Tô Hiểu Vân cùng các thành viên khác của gia tộc Côn Ngô đều quỳ ở nơi đó. Gia tộc Côn Ngô các người có thái độ gì? Côn Ngô Mật Phi được các người dạy bảo, chuyện này không cho chúng tôi một lời giải thích sao, Lam Nguyệt Nhã nghiến răng nghiến lợi. Một người phụ nữ vậy mà siết chặt nắm đấm tới mức phát ra tiếng xương cốt thít chặt kêu răng rắc. Có thể tưởng tượng được bà ta phẫn nộ đến mức nào. Côn Ngô Thái Sơn ngẩng đầu đáp, bà thông gia à.
Câm miệng. Lam Nguyệt Nhã gào lên, ông cũng xứng làm thông gia với tôi. Nếu chuyện này gia tộc Côn Ngô ông không cho tôi một lời giải thích thì chính là kẻ thù của tộc Bất Hủ. Mọi người trong gia tộc Côn Ngô sợ hãi. Lời này quá nghiêm trọng. Trở thành kẻ thù của tộc Bất Hủ. Gia tộc Côn Ngô chẳng phải đối đầu trực diện với cái chết sao? Lam Nguyệt Nhã, bà xác định muốn tộc Bất Hủ trở mặt thành địch với gia tộc Côn Ngô sao? Bà có thể đại diện cho tộc Bất Hủ, hoặc là nói, tộc Bất Hủ thực sự muốn khai chiến với gia tộc Côn Ngô. Hửm. Một giọng nói cực kỳ già nua vang lên. Một tiếng, hửm, cuối cùng kia mang theo mùi vị chất vấn. Một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa khoảng không, đứng sừng sững trong đại điện của thần viện Thái Thương. Chính là lão tổ của gia tộc Côn Ngô Tuyệt Long. Tại khoảnh khắc Côn Ngô Tuyệt Long xuất hiện, sự kiêu căng của Lam Nguyệt Nhã ảm đạm đi vài phần, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Dẫu sao cũng là cảnh giới tế đạo. Khi đạt đến trình độ này đã hoàn toàn không sợ hãi trước uy hiếp từ gia tộc đế huyết nữa. Bất Hủ Thương tiến lên một bước, chắn ngay trước mặt vợ mình, chắp tay nói, Tuyệt Long tiền bối người đừng hiểu lầm, bà ấy chỉ là quá tức giận nên mới nói mà không lựa lời thôi. Tộc Bất Hủ đương nhiên sẽ không vì một người phụ nữ mà đối đầu với tộc Côn Ngô. Vẻ mặt Côn Ngô Tuyệt Long dịu lại. Bất Hủ Thương không dừng lại mà tiếp tục nói với đôi mắt đỏ hoe, nhưng... Tuyệt Long tiền bối, người cảm thấy tộc Bất Hủ tôi xứng đáng bị như vậy sao? Côn Ngô Mật Phi là người của tộc Côn Ngô các người. Việc này, nếu không cho Bất Hủ tộc một lời giải thích, tôi đành phải quay về bẩm báo với các vị lão tổ, đợi họ đưa ra quyết định. Côn Ngô Tuyệt Long lắc đầu nói, tộc Côn Ngô ta cũng là nạn nhân trong chuyện này. Tên xúc sinh Diệp Bắc Minh này, 3 ngày trước đã lén lên núi Côn Ngô, đánh cắp suối thần mà tộc Côn Ngô chúng ta đã tích lũy hàng tỷ năm. Cái gì? Đám người sửng sốt. Suối thần Côn Ngô bị đánh cắp. Sắc mặt Côn Ngô Tuyệt Long âm trầm, các vị nếu không tin thì có thể đi điều tra. Côn Ngô Tuyệt Long ta hận không thể băm vằm tên xúc sinh này thành ngàn vạn mảnh. Một cơn giận dữ cuồng nộ bùng phát từ cơ thể Côn Ngô Tuyệt Long. Côn Ngô Mật Phi hủy hôn, lão phu cũng không ngờ tới. Có điều các người yên tâm, lão phu sẽ không bỏ qua cho hai người này. Truyền lệnh của ta xuống, bắt đầu từ bây giờ, Côn Ngô Mật Phi bị trục xuất khỏi tộc Côn Ngô, tất cả thành viên của tộc gặp cô ta giết không thương tiếc. Ai giết được Diệp Bắc Minh, thưởng một cân nước suối thần. Suối thần Côn Ngô không lại dư lại bao nhiêu, lại còn thưởng một cân. Nghĩ có thể biết, Côn Ngô Tuyệt Long đã hạ quyết tâm đến mức nào. Nói xong, Côn Ngô Tuyệt Long nhìn về phía Bất Hủ Thương, nghe nói Vấn Thiên bị Diệp Bắc Minh đánh bị thương, lão phu tình nguyện tặng 10 cân nước suối thần. Để chữa thương cho Vấn Thiên, đồng thời lão phu cũng sẽ đích thân truyền cho nó một thần thông của cảnh giới tế đạo. Bất Hủ Thương và Lam Nguyệt Nhã nhìn nhau. 10 cân nước suối thần. Lại còn một thần thông của cảnh giới tế đạo. Cuộc mua bán này, có vẻ không lỗ. Thành giao. Bất Hủ Thương gật đầu, nhìn hướng Tô Bi Vân và Đỉnh Phù Đồ, lạnh lùng nói, hai vị trưởng lão, thái độ của hai người thế nào? Tô Bi Vân cắn răng, ta cũng sẽ dạy cho Vấn Thiên một loại thần thông tế đạo, thu nó làm đệ tử truyền thừa. Đỉnh Phù Đồ cũng ủ rũ, tất cả kinh điển ở tàng kinh các của Học viện Thái Thương đều có thể cho Vấn Thiên đọc. Được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bất Hủ Thương hoàn toàn hưng phấn. Lam Nguyệt Nhã bên cạnh từ buồn hóa vui. Con trai mất đi một người phụ nữ, nhưng lại đạt được rất nhiều lợi ích khác. Bỏ qua việc mất mặt hôm nay, Bất Hủ Vấn Thiên đúng là được phúc trong nạn mà. Truyền lệnh của ta, toàn lực truy sát Diệp Bắc Minh và Côn Ngô Mật Phi, bất kể sống chết. Đây mới là lần thứ 5 mà đã không chịu được rồi à. Côn Ngô Mật Phi liếm đôi môi đỏ mọng, nở nụ cười bỡn cợt. Diệp Bắc Minh đỡ eo. Tay còn lại thì chống lên một hòn đá nhô ra trên bề mặt hang động. Em, tôi đầu hàng. Khóe miệng anh giật giật, khí phách cao ngất vừa rồi biến mất không còn tăm hơi, triệt để nhận thua. Sau khi được, thả xích, nếm được mỹ vị của tình dục, Côn Ngô Mật Phi thực sự quá dũng mãnh. Hơn nữa cô ấy hoàn toàn không cảm thấy chuyện vận động giữa nam nữ có gì không tốt. Ở cô không có sự thẹn thùng của một người phụ nữ, càng không biết đến việc che giấu bản thân là gì, thích là thích. Không thích là không thích. Cô rất thích cảm giác ép khô Diệp Bắc Minh. Không sao, anh đã rất giỏi rồi. Côn Ngô Mật Phi bước tới vỗ vai Diệp Bắc Minh. Tôi phần trăm đô la phần trăm và đô la và đô la. Diệp Bắc Minh bực bội chửi rủa một tràng.
máu nóng lên não liền một phát túm lấy Côn Ngô Mật Phi, dòng khí hỗn độn trong hang lại một lần nữa cuộn trào. Nửa ngày sau, Diệp Bắc Minh lại một lần nữa giơ cờ trắng bại trận. Gương mặt xinh đẹp của Côn Ngô Mật Phi đỏ bừng, đôi mắt đẹp long lanh ý cười, biểu hiện lần này của anh không tệ, bổn tiểu thư tạm tha cho anh lần này. Khó có dịp Diệp Bắc Minh không dám buông lời ngung cuồng. Côn Ngô Mật Phi thực sự quá điên cuồng. Trước mặt người khác cô luôn duy trì vẻ đạm mạc xa cách, ngạo mạn, tự cao nhưng trên phương diện đó lại cực kỳ phối hợp với Diệp Bắc Minh. Cô mang tới một cảm giác mới lạ mà anh chưa từng được trải nghiệm từ trên người những bóng hồng khác. Nhiều lần đẩy anh từ thế chủ động sang bị động, trên người cô tự tỏa ra một sức hấp dẫn riêng biệt. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo đây? Côn Ngô Mật Phi thay một thân trang phục mới. Bộ quần áo vừa rồi sớm đã bị Diệp Bắc Minh xé thành vải vụn, không cách nào mặc được nữa. Em đừng chạm vào tôi. Diệp Bắc Minh lạnh cóng mà dùng mình. Phì, ha 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 ha. Côn Ngô Mật Phi che miệng cười trộm, trông anh sợ hãi chưa kìa, em đâu có ăn thịt anh. Dứt lời gương mặt cô liền trở nên nghiêm nghị, chỉnh trang lại mái đầu của mình. Rồi lấy ra một đôi tất dài màu trắng, xỏ xuống đôi chân ngọc ngà. Em nói nghiêm túc đó, kế hoạch tiếp theo của anh là gì? Anh khuấy đảo ầm ĩ thần viện thái thương như vậy, lại cướp đi em từ dưới tay của Bất Hủ Vấn Thiên, hắn nhất định là tức chết rồi. Thần viện thái thương, tộc Bất Hủ, còn có tộc Côn Ngô, tất cả bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu. Côn Ngô Mật Phi rất vui mừng, hoàn toàn là dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Diệp Bắc Minh cau mày, trầm mặc mấy giây mới đáp, tôi muốn nâng cao thực lực. Anh thành thật nói ra mục đích của mình, muốn trong vòng một năm đột phá tới cảnh giới tế đạo. Cảnh giới tế đạo, trong vòng một năm. Cho dù là Côn Ngô Mật Phi cũng phải trợn to hai mắt vì kinh ngạc, Diệp Bắc Minh, em biết anh rất yêu nghiệt, nhưng điều này tuyệt đối không có khả năng. Trong thời gian một năm phải vượt qua hơn 20 cảnh giới nhỏ, vậy bình quân nửa tháng phải đột phá một cảnh giới nhỏ. Chưa kể ở giữa còn có ba cảnh giới lớn như rãnh trời cần phải vượt qua. Nói đoạn cô nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, không phải em đã kích anh nhưng em mất một vạn năm để tiến vào cảnh giới đại năng. Sau đại năng, lại tốn thêm 100 triệu năm để đột phá cảnh giới đại đạo. Trung bình dành 10 triệu năm cho mỗi một cảnh giới nhỏ. Một tỷ năm trước em đã là đại đạo tầng 9, 800 triệu năm trôi qua, em vẫn mắc kẹt ở cảnh giới này. Cho dù dùng nhiều năm như vậy em vẫn là thiên tài của tộc Côn Ngô. Cũng là con cưng của trời tại thần viện Thái Thương. Nói tới đây cô thở dài một hơi, nắm lấy tay Diệp Bắc Minh. Em tin cho anh thời gian một tỷ năm liền có thể tiến vào cảnh giới tế đạo. Nhưng muốn chỉ dùng một năm để đạt được tới mục tiêu đó, không phải em không tin anh mà là hoàn toàn không có khả năng này. Diệp Bắc Minh nhíu chặt mày. Anh biết Côn Ngô Mật Phi sẽ không lừa dối mình. Cũng không cần thiết phải làm như vậy. Là do ngươi không làm được chứ ngươi tưởng rằng Diệp Bắc Minh cũng giống như mình sao? Giọng nói kiêu ngạo đầy lạnh lùng của Giao Chỉ vang lên. Côn Ngô Mật Phi không chút khách sáo phản pháo lại, sao rồi? Không lẽ cô có thể khiến anh ấy đột phá tới tế đạo trong vòng một năm sao? Giao Chỉ vô cùng khinh thường đáp lại, nếu ta làm được thì sao? Côn Ngô Mật Phi cười gằn, vậy tôi sẽ bưng trà rót nước cho cô, từ nay về sau ngoan ngoãn trở thành nô bộc cho cô. Được. Giao Chỉ cười đầy tự tin, Diệp Bắc Minh, vốn dĩ người có thể ở lại núi Ngộ Đạo và thăng cấp tới tầm đại năng tầng 5. Nhưng xem ra bây giờ chỉ có thể dùng cách khác thôi. Diệp Bắc Minh vội hỏi, tiền bối, tôi phải làm gì bây giờ? Nội đan của Tế Linh, Giao Chỉ nói. Tế Linh là cái gì? Diệp Bắc Minh thắc mắc. Côn Ngô Mật Phi ở một bên lại sửng sốt tới trợn tròn hai mắt. Người phụ nữ của ngươi biết đó, hỏi cô ta đi. Côn Ngô Mật Phi lần này hiếm khi không đấu võ mồm với Giao Chỉ, ngược lại còn giải thích là sinh linh có thể sánh ngang với cảnh giới tế đạo, không phải là con người. Có thể là yêu tộc, ma tộc, đều có thể. Cho dù là chủng tộc đế huyết cũng rất khó giành được nội đan của tế linh, cô đang đùa cái gì vậy? Giọng điệu Giao Chỉ vẫn phách lối như cũ, phương pháp đã chỉ cho ngươi rồi, là ngươi không làm được thôi. Thì bổn đế còn có thể làm sao? Cô đây là đang già mồm át lẽ phải, Côn Ngô Mật Phi phẫn nộ. Giao Chỉ cười lạnh, sau khi lấy được nội đan của tế linh thì Diệp Bắc Minh có thể lập tức tiến vào cảnh giới đại năng tầng thứ 3. Hoặc là giống như ngươi, cứ cứng rắn tu luyện 10 triệu năm mới tăng một cảnh giới nhỏ. Dùng 10 triệu năm để đột phá một cảnh giới nhỏ, ngươi thực sự tưởng rằng bản thân là thiên tài sao?
Cô, Côn Ngô Mật Phi nghẹn họng. Sắc mặt Diệp Bắc Minh ngưng trọng, Mật Phi, ở đâu có Tế Linh? Côn Ngô Mật Phi biến sắc, vội vàng lắc đầu, Bắc Minh, Tế Linh ở cùng cảnh giới còn khủng bố hơn cả Tế Đạo. Cho dù chỉ có 10.000 cơ hội tôi cũng muốn thử xem sao. Giọng điệu Diệp Bắc Minh nghiêm túc. Anh hoàn toàn có thể ẩn nấp. Chỉ cần chậm rãi tu luyện, sớm muộn gì cũng có thể đột phá tới cảnh giới Tế Đạo. Đến lúc đó nguyên thủy chân giới sẽ không còn ai có thể đè lên đầu anh nữa. Nhưng nó cần quá nhiều thời gian. Diệp Bắc Minh đợi không nổi, bố mẹ, các sư tỷ cùng một nhóm hồng nhan chờ không nổi nữa. Dù trước mắt là núi đao biển lửa anh cũng phải nhảy vào. Được rồi. Côn Ngô Mật Phi gật đầu chỉnh trọng đáp, trong rừng lạc đường có Tế Linh, hơn nữa còn không chỉ có 1-2 con. Rừng lạc đường không lớn, có diện tích tương đương núi Côn Ngô, chỉ khoảng 1.000.000 dặm. Nhưng cho dù là cường giả cảnh giới Tế Đạo cũng không dám tùy tiện đi sâu vào trong. Bởi vì một khi đặt chân vào, thực sự không thể thoát ra ngoài. Bên trong còn kinh khủng vượt xa tưởng tượng của anh. Cứ cách 10.000.000 năm thần viện Thái Thương sẽ cử 3 vị đại trưởng lão cảnh giới Tế Đạo dẫn theo 100 đệ tử đứng đầu tiến vào rừng lạc đường để rèn luyện. Em từng vào đó vài lần và suýt chết. Nếu anh muốn đi, vậy em sẽ đồng hành cùng anh, sinh tử có nhau. Nửa giờ sau. Một nhóm người thuộc tộc Bất Hủ tìm được một hang động, Bất Hủ Vấn Thiên sắc mặt tái trắng, ho khan không ngừng tiến vào. Công tử, nơi này còn lưu lại hơi thở của hai kẻ đó. Nhưng bọn chúng đã rời đi được một lúc rồi, một ông lão quỳ một gối xuống đất báo cáo. Hai mắt Bất Hủ Vấn Thiên đỏ lên, ra lệnh bằng giọng điệu rét lạnh, sử dụng đạo văn thời gian xem có tra ra được manh mối nào không. Vâng. Vài ông lão đồng thanh trả lời. Họ nhanh gọn rạch một đường xuống lòng bàn tay, dùng máu tươi khắc ra đạo văn thời gian. Khung cảnh trong hang động thay đổi, cảnh tượng xung quanh nhanh chóng đảo ngược lại. Hang động đã từng bị bao phủ bởi dòng khí hỗn độn, nhìn không rõ chi tiết cụ thể nhưng lại không ngừng vọng tới từng đợt va chạm khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. Cái này! Vài ông lão đều khựng người. Diệp Bắc Minh, thứ khốn kiếp! Bất Hủ Vấn Thiên không kìm được phun ra một ngụm máu, cả người hắn run rẩy. Tim gan như bị một bàn tay bóp chặt lấy. Công tử! Mấy ông lão vội vã tiến lên muốn đỡ lấy hắn. Các người đều nghe thấy rồi nên cũng đáng chết, Bất Hủ Vấn Thiên điên cuồng giống lên. Một vài ông lão kinh sợ tới mức quỳ sụp xuống đất, rối rít dập đầu cầu xin tha thứ. Sau một lúc, Bất Hủ Vấn Thiên bước ra khỏi hang động với đôi mắt đỏ hoe, Bất Hủ Hằn, giết sạch đám người bên trong đi. Báo cho bố tôi biết, cử người tới rừng lạc đường. Tôi muốn tự tay giết chết Diệp Bắc Minh. Một ngày sau Diệp Bắc Minh cùng Côn Ngô Mật Phi đã tới được bên ngoài rừng lạc đường. Ngoại trừ hai người họ, Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi cùng Viên Tử Y cũng đều được anh thả ra ngoài. Sau khi Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi biết được Côn Ngô Mật Phi chính là người phụ nữ mà Diệp Bắc Minh đã cướp hôn thì đều rất cảnh giác với cô. Một đường này vẫn luôn vây quanh hai bên Diệp Bắc Minh, mỗi người chia ra nắm lấy một tay của anh. Viên Tử Y lại càng sốc hơn, bởi tiểu thư vậy mà thực sự trở thành người phụ nữ của Diệp Bắc Minh. Một nam bốn nữ, còn là bốn mỹ nhân sắc nước hương trời. Thực sự là quá bắt mắt. Khi họ tới được vùng rìa của núi Lạc Đường đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Ánh mắt của vài người không mang theo ý tốt, hơi thở mà Diệp Bắc Minh toát ra mới chỉ là một đại năng tầng 2 còn con, căn bản không có ai coi anh ra gì. Nếu không phải có Côn Ngô Mật Phi lộ ra hơi thở của đại đạo tầng 9, e rằng sớm đã có kẻ với ý đồ bất chính ra tay rồi. Còn khoảng một dặm nữa là họ sẽ tiến vào khu rừng lạc đường. Côn Ngô Mật Phi dừng lại bước chân, nói, Tiểu Minh Minh à, anh xác định muốn để bọn họ ở bên ngoài sao? Ngộ lỡ thực sự gặp phải nguy hiểm, chúng ta sẽ không có thời gian bảo vệ họ đâu. Cách an toàn nhất vẫn là đưa họ vào trong tòa tháp đó của anh. Tiểu Minh Minh lại là cái xưng hô gì thế? Diệp Bắc Minh có chút không nói lên lời. Côn Ngô Mật Phi nhéo lấy chiếc cằm cương nghị của Diệp Bắc Minh, thản nhiên nói, đương nhiên là biệt danh cho người yêu rồi. Côn Ngô Mật Phi em sẽ không giống người khác gọi anh là Bắc Minh. Anh chỉ có thể là Tiểu Minh Minh của một mình em thôi. Cô làm gì đó? Tiêu Nhã Phi giống như đang che chở cho con thơ, một phát hất tay Côn Ngô Mật Phi ra, đừng chạm lung tung vào anh Diệp. Tiêu Dung Phi cũng lộ vẻ tức giận, hở ra chút là động tay động chân, như vậy còn giống một người phụ nữ sao? Phi, ha 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 ha. Côn Ngô Mật Phi cũng không giận dữ,
thấy phản ứng đáng yêu này của Tiêu Nhã Phi ngược lại còn bật cười ra tiếng. Em gái à, tôi không chỉ chạm vào anh Diệp của cô thôi đâu. Tôi đã ăn sạch sẽ anh ấy từ lâu rồi, thế nào? Hai chị em các người đi theo anh ấy lâu như vậy còn chưa tóm được anh ấy sao? Côn Ngô Mật Phi cười dí dỏm hỏi. Lại liếc sang Tiêu Dung Phi, về phần tôi có giống phụ nữ hay không thì cô cứ hỏi Tiểu Minh Minh liền biết. Anh ấy là người rõ hơn ai hết. Tiểu Minh Minh, anh nói có đúng không? Côn Ngô Mật Phi của lúc này nào còn dáng vẻ người lạ chớ gần, hoàn toàn là một nữ lưu manh. Cô! Tiêu Nhã Phi trợn to mắt đẹp. Cô ấy đương nhiên biết những lời Côn Ngô Mật Phi nói đại khái đều là thật. Cô ấy cũng muốn thực sự trở thành người phụ nữ của anh Diệp, nhưng căn bản không có cơ hội. Một khi có cơ hội, nhất định phải đâm vỡ tầng quan hệ này. Khụ khụ. Diệp Bắc Minh ngượng ngùng vô cùng, được rồi, em đừng trêu chọc họ nữa. Côn Ngô Mật Phi trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, anh chắc chắn muốn dẫn họ theo à? Diệp Bắc Minh gật đầu, mang theo đi, rừng lạc đường này cũng chẳng phải khắp nơi đều có tế linh, chúng ta vẫn có thể ứng phó nổi với những nguy hiểm thông thường. Nếu thực sự đi sâu vào thì lại đưa họ vào trong tháp. Ở vùng ngoài rìa có thể trải nghiệm trước, cũng không thể suốt đời chỉ là một đóa hoa trong nhà kính có đúng không? Nếu Diệp Bắc Minh đã quyết định thì Côn Ngô Mật Phi cũng không nhiều lời thêm nữa. Cô dứt khoát gật đầu, được, nếu thực sự gặp phải nguy hiểm, trong trường hợp em không thể chiếu cố tới họ sẽ chỉ quan tâm tới sự an nguy của một mình anh thôi. Ở phía xa, ánh mắt của mấy tên thanh niên lóe lên tia sáng quỷ dị, ghen tị nhìn về phía Diệp Bắc Minh bên này. Một tên đại năng còn con mà lại dẫn theo bốn mỹ nữ. Còn có một cặp chị em như hoa như ngọc, đúng là cực phẩm mà. Tuy rằng cảnh giới hơi thấp kém chút, mới ở ngộ đạo mà thôi. Mỹ nữ áo tím kia cũng không kém cạnh, nhìn đồi núi chập trùng đó xem, có thể khiến người ngạt chết đó. Vài tên thanh niên sôi nổi bàn luận. Có kẻ nói, còn cô ả lạnh lùng nhất kia nữa. Lập tức bị kẻ bên cạnh cắt ngang, cô ta đẹp nhất, mà thực lực cũng mạnh mẽ nhất. Đương nhiên là món của cổ sư huynh rồi, người chớ bình luận vớ vẩn. Người này lập tức khép chặt miệng lại. Mấy người quay lại, chỉ thấy một tên thanh niên mặc áo màu lam đang đứng chắp tay. Khóe miệng từ đầu tới cuối vẫn giữ ý cười ngạo nghễ, chỉ một tên đại năng tầng 2 cũng dám tới rừng lạc đường. Ngẫu nhiên đụng phải một con ma vật phỏng chừng đến lúc chết cũng không biết mình đã chết như thế nào. Công tử, không thể khinh địch. Một ông lão đầu chọc bên cạnh cổ tu lên tiếng. Đôi mắt đục ngầu của lão ta nhìn Diệp Bắc Minh chòng chọc, có chút sợ hãi nói, tôi cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm từ trên người tên nhóc này. Nhưng cổ tu lại không chút để tâm, lão Trịnh. Ông cũng cẩn thận quá rồi đó. Chỉ một tên đại năng tầng 2 nhỏ bé cũng có thể uy hiếp tới một đại đạo chi thượng tầng 1 như ông sao? Cho dù là tôi, chỉ dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn. Vẻ mặt cổ tu tràn đầy kiêu ngạo. Đúng vậy, cổ sư huynh muốn giết chết tên này thật quá đơn giản. Muốn giết loại rác rưởi này còn cần đích thân cổ sư huynh ra tay sao? Vài tên thanh niên tranh nhau cười đùa. Cổ tu vô cùng hưởng thụ cảm giác được người tâng bốc này. Đi, qua đó nhìn xem. Nhân lúc mấy người Diệp Bắc Minh còn đang tán gẫu, cổ tu dẫn theo một nhóm người đi tới. Trực tiếp phất lờ Diệp Bắc Minh. Ánh mắt rơi thẳng lên người Côn Ngô Mật Phi, xin hỏi tên gọi của vị cô nương đây là gì? Tôi thấy mấy người các cô tiến vào rừng lạc đường như vậy thực sự quá nguy hiểm. Vừa hay chúng tôi cũng đang chuẩn bị vào đó để tìm kiếm một vài loại dược liệu. Không bằng chúng ta đồng hành cùng nhau thế nào? Tôi là cổ tu, đến từ đế huyết cổ gia. Đế huyết cổ gia giống tộc bất hủ. Tổ tiên đều từng sinh ra đại đế. Vị này là Trịnh Khung, lão Trịnh, đại đạo chi thượng tầng 1. Trên mặt cổ tu không hề che giấu nét giễu cợt liếc Diệp Bắc Minh nói, chỉ cần có lão Trịnh ở đây, trong phạm vi 10 dặm bên ngoài rừng lạc đường, chúng ta đều có thể tự do đi lại không chút trở ngại. Còn hơn một vài tên run rế không biết tự lượng sức mình, còn không mau cút, đến lúc đó cũng không biết mình chết thế nào. Kẻ mà hắn đang ám chỉ tất nhiên không ai khác ngoài Diệp Bắc Minh. Là sự uy hiếp trắng trợn. Diệp Bắc Minh hỏi, anh đang hăm dọa tôi sao? Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra, không ai ngờ tới. Diệp Bắc Minh lại dám hỏi thẳng ra miệng như vậy. Chỉ là một tên run rế đại năng tầng 2 cũng dám tiếp lời cổ tu. Hầu hết mọi người khi nghe đến danh xưng đế huyết cổ gia này đều sẽ bị dọa tới mức luống cuống như gà mắc tóc. Cổ tu bày vẻ quân tử. Đáp lại với nụ cười giả lả, anh bạn à anh hiểu lầm rồi. Tôi không phải đang uy hiếp, mà là,
Tốt bụng nhắc nhở. Sở dĩ phun ra câu nói đầy giả dối này là vì hắn muốn tỏ vẻ lịch thiệp trước mặt Côn Ngô Mật Phi. Chẳng ngờ tới lại đánh tan ý nghĩ muốn ra tay của Diệp Bắc Minh. Vô hình chung tự cứu lấy mình một mạng. Ồ, vậy cảm ơn anh đã nhắc nhở. Dung Phi, Nhã Phi, Tử Y. Đến đoạn Côn Ngô Mật Phi thì hơi dừng lại suy ngẫm một lát, Tiểu Phi Phi, chúng ta đi thôi. Cũng không để ý tới nhóm người của Cổ Tu nữa mà xoay người đi thẳng. Côn Ngô Mật Phi trợn trắng mắt, có chút tức giận đuổi theo, này, anh gọi em là gì? Tại sao lại gọi em là Tiểu Phi Phi? Em có thể gọi tôi là Tiểu Minh Minh, vì sao tôi lại không thể gọi em là Tiểu Phi Phi? Hay tôi gọi em là Tiểu Mật Mật nhé? Mật Mật cái gì cơ chứ? Côn Ngô Mật Phi ưỡn bộ ngực oai vệ của mình nói, lớn hơn của bọn họ rất nhiều có đúng không? Rồi lại liếc sang Viên Tử Y bên cạnh, em ấy không tính, Tử Y là ngực to không não. Tiểu thư à, em không ngốc tương đương tương đương. Viên Tử Y rất oan ức. Nghe thấy tiếng cãi cọ giữa Côn Ngô Mật Phi cùng Diệp Bắc Minh ngày càng xa dần, cuối cùng biến mất trong khu rừng lạc đường. Trên mặt Cổ Tu hiện lên một tia ghen tị. Mẹ khiếp, tên khốn đó rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn phụ nữ cơ chứ? Cổ Tu, tôi chơi chắc người phụ nữ này rồi, đi theo tôi. Vài người thanh niên phía sau lập tức đi theo anh. Cổ Tu ăn thịt, bọn họ chẳng lẽ không thể uống canh sao? Hai chị em Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi còn có Viên Tử Y, mặc dù không bì được với Côn Ngô Mật Phi. Nhưng cũng đều là những mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Trịnh Khung tiến lên phía trước một bước, ngăn cản họ lại, công tử, không cần phải mạo hiểm vì một người phụ nữ. Cha cậu có dặn dò, đợi bọn họ tới rồi tính, và lại gần đây rừng lạc đường có chút kỳ quái. Sắc mặt Cổ Tu trầm xuống, Trịnh lão, lẽ nào ông sợ rồi sao? Một cảnh giới đại đạo chi thượng như ông, lại sợ một tên đại năng tầng 2. Cái này, vẻ mặt già nua của Trịnh Khung trở nên nghiêm túc, công tử, đây không phải là vấn đề sợ hay không sợ. Nếu không sợ, thì còn do dự cái gì? Ngụy Tường, người ở lại chờ cha ta, những người khác đi theo ta. Cổ Tu bỏ qua lời cảnh tỉnh của Trịnh Khung, trực tiếp đuổi theo. À, tại sao lại là tôi? Ngụy Tường thất vọng, ghen tị nhìn những người khác rời đi. 2. Trịnh Khung dậm chân, mau chóng theo sau. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở một câu, nhóc con, đám người Cổ Tu đang đuổi theo cậu. Diệp Bắc Minh âm thầm cười lạnh, có người muốn chết, ngăn cũng không ngăn được. Vừa vào rừng lạc đường khoảng 100 dặm. Growl. Đột nhiên, một bóng đen lao tới làm gãy một cây cổ thụ vài người ôm không hết xuống, mùn cưa bay khắp nơi. Mang theo một cơn gió tanh, lao về phía mấy người Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vừa định hành động. Côn Ngô Mật Phi dẫn đầu đã bước lên trước, bảo kiếm trong tay chém xuống. Phụt. Bóng đen tách làm đôi, hóa ra là một con gấu đen khổng lồ dài gần 10 mét. Hắc Ma Hùng, sức mạnh tương đương với cảnh giới đại năng tầng 5. Tên nhóc này phải đi vào ít nhất 10.000 dặm mới gặp phải, tại sao mới 100 dặm đã xuất hiện rồi? Côn Ngô Mật Phi cau mày. Diệp Bắc Minh khẽ cười, đó là chuyện bình thường, chỉ cần là nơi mà tôi xuất hiện, sẽ thường xuyên xảy ra chuyện như vậy. Khi mọi chuyện không bình thường, chứng tỏ vận may của tôi đến rồi. Anh nói nhảm gì thế? Côn Ngô Mật Phi trừng mắt lườm Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười cười, cũng không nói thêm. Chậm rãi đi về phía trước, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục xuất hiện trong tay, xé nát bụng của Hắc Ma Hùng. Từ bên trong lấy ra một viên tinh hạch màu đen, năng lượng trực tiếp phun ra. Bóp nó làm đôi, Dung Phi, Nhã Phi, thứ này có ích cho hai em. Sau này tìm cơ hội hấp thu nó. Anh Diệp, anh vẫn nên giữ lại nó đi, hai người vội vàng lắc đầu. Diệp Bắc Minh cười nói, thứ này đối với anh mà nói, chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Nhưng đối với hai em mà nói, nó đủ để tăng lên một cảnh giới lớn. Lẽ nào hai em không muốn nâng cao sức mạnh của mình, trở thành cánh tay đắc lực của anh sao? Đôi mắt đẹp của họ khẽ bừng sáng. Không từ chối nữa mà nhận lấy tinh hạch của Hắc Ma Hùng. Côn Ngô Mật Phi hừ lạnh một tiếng, anh cũng khá giỏi trong việc làm người ta nợ ân tình đó. Lấy con mồi của em đi tặng người khác. Diệp Bắc Minh cười nói, Tiểu Phi Phi lợi hại như vậy, xinh đẹp lại tốt bụng, sẽ không tính toán những thứ này đâu. Coi như anh biết nói chuyện. Côn Ngô Mật Phi cười khanh khách, mặc dù đang ở trong rừng lạc đường. Nhưng lại cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy khi ở bên cạnh Diệp Bắc Minh có một cảm giác thư giãn khác biệt. Căn bản không cần gồng mình, có thể được làm chính mình.
lại đi bộ thêm vài tiếng nữa, vào sâu trong rừng lạc đường 1.000 dặm. Phù phù phù. Đột nhiên, một cơn gió thổi tới. Hoa cỏ, cây cối đột nhiên phủ lên một lớp sương giá. Anh Diệp, lạnh quá. Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi run rẩy nói. Cơn gió này kỳ lạ đến nỗi dù hai người có dùng chân nguyên chống cự, cũng căn bản không thể ngăn được cái lạnh thấu xương. Là sát thần phong. Sát thần phong, Diệp Bắc Minh ngờ vực hỏi. Đôi mắt đẹp của Côn Ngô Mật Phi trở nên nghiêm túc, trong rừng lạc đường này, cứ đến khi trời tối sẽ xuất hiện một loại gió lạ. Cơn gió này có thể làm tổn thương thần hồn của võ giả, chỉ cần tiếp xúc với cơn gió này, thần hồn sẽ không ngừng bị tổn thương. Đó là lý do tại sao nó được gọi là sát thần phong. Sát thần phong chỉ có thể tìm thấy ở nơi sâu nhất của rừng lạc đường, khoảng 100.000 mét mới có, chúng ta mới đi có 1.000 mét, vậy mà đã xuất hiện rồi. Tiểu Minh Minh, em đề nghị chúng ta nên rời đi. Diệp Bắc Minh trầm mặc trong mấy giây. Lắc đầu. Chỉ là một cơn sát thần phong mà thôi, tôi vẫn có thể kiên trì được. Chúng ta hãy cắm trại tại đây, đợi trời sáng rồi đi tiếp. Diệp Bắc Minh chém một kiếm ra, một thân cây cao chót vót nổ tung, những mảnh vụn của cây vừa hay thích hợp để nhóm lửa. Ngọn lửa bốc lên khiến nhiệt độ tăng lên vài phần. Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Qua nửa giờ sau, khuôn mặt xinh đẹp của hai người càng lúc càng tái nhợt, run rẩy vì lạnh. Diệp Bắc Minh nói, Dung Phi, Nhã Phi, anh đưa hai em vào trong tiểu tháp nhé. Không. Hai người đồng thời lắc đầu, anh Diệp, chúng em có thể kiên trì được. Chúng em muốn ở bên cạnh anh. Được. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ nói, qua đây với anh, sẽ ấm hơn một chút. Hai người nhào vào ngực Diệp Bắc Minh, trong nháy mắt. Diệp Bắc Minh giật mình khi cảm thấy hai luồng khí lạnh ập tới, hai người không khác gì hai khối băng, tiểu tháp, sát thần phong này mạnh như vậy sao? Sao tôi không cảm giác được? Phí lời, trên người cậu có dòng khí hỗn độn, có thể ngăn cách mọi thứ. Chỉ là một cơn gió thôi, đã tính là gì? Đúng vậy. Ánh mắt Diệp Bắc Minh sáng lên. Một tầng năng lượng hỗn độn nhàn nhạt trào ra, gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bao trùm lên người Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi. Ô, sao lại không lạnh nữa? Hai người kinh ngạc. Lại qua nửa canh giờ nữa, Viên Tử Y đã không thể kiên trì được nữa. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, đôi môi cũng tím tái vì lạnh. Tử Y, qua đây. Diệp Bắc Minh gọi. Viên Tử Y lúc đầu nghiến răng kiên trì, sau đó thật sự chịu không nổi, tiến tới ngồi sau lưng Diệp Bắc Minh, quay lưng về phía anh. Dòng khí hỗn độn bao trùm lấy cô, quả nhiên không thấy lạnh nữa. Tiểu Phi Phi, tới trong lòng anh nào. Diệp Bắc Minh lại nói. Côn Ngô Mật Phi quét mắt qua, lạnh lùng nói, em mới không chia sẻ anh cùng những người phụ nữ khác. Nếu em muốn anh, vậy anh chỉ có thể là của một mình em. Yên tâm, chỉ là một cơn sát thần phong thôi, em vẫn kiên trì được. Lắc đầu, nhắm mắt, tiếp tục ngồi thiền. Ngoài đó 1.000 mét, Cổ Tu đưa theo người trốn trong rừng, quan sát đám người Diệp Bắc Minh từ xa. Con mẹ nó, sát thần phong này là thế nào? Vậy mà lại thổi tới tận đây, Cổ Tu tức giận nói. Trịnh Khung bên cạnh hắn ta dùng một cỗ sức mạnh bao trùm lấy Cổ Tu. Sát thần phong không ảnh hưởng tới hắn ta nhiều lắm. Cổ thiếu, lạnh quá. Con mẹ nó lạnh quá, hay là, chúng ta quay về đi. Một vài thanh niên bên cạnh không may mắn như vậy. Quần áo trên người biến thành băng, sắc mặt đều tái nhợt. Răng va vào nhau kêu lên lập cập. Cũng được, tìm vài người phụ nữ cho các ngươi làm ấm người, Cổ Tu cười nhếch miệng, hướng về phía đám người Diệp Bắc Minh mà đi. Đồng thời, vùng ngoại ô của rừng lạc đường, Cổ Tông Hàn đưa một đám người từ trên trời giáng xuống, Ngụy Tường lập tức lên nghênh đón. Sao lại chỉ có một mình ngươi ở đây, Tu Nhi đâu? Cổ Tông Hàn mặc một thân áo bào, quét mắt nhìn qua bốn phía, ánh mắt rơi trên người Ngụy Tường. Ngụy Tường quỳ trên đất, cái này. Tu Nhi rốt cuộc đang ở đâu? Nói, uy áp của Cổ Tông Hàn bạo phát. Khí tức của đại đạo chi thượng tầng 4 khiến cho Ngụy Tường không chịu được. Trực tiếp nói ra mọi chuyện. Cổ Tông Hàn nghe thấy vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm, tên khốn này, vì một người phụ nữ mà làm kháng lệnh của ta. Đột nhiên, phía sau vang lên một trận chấn động, một đoàn người như mây đen đáp xuống, toàn bộ đứng ngoài khu rừng lạc đường. Bất Hủ huynh, Côn Ngô huynh, hai người sao lại tới đây rồi? Cổ Tông Hàn sửng sốt. Ông ta nhận ra trong đám người chính là Bất Hủ Hàn và Côn Ngô Thiên Huyền.
phía sau hai người, là hơn 30 người cảnh giới đại đạo chi thượng. Và hơn 10 vạn các cao thủ cảnh giới khác nhau. Cảnh tượng làm người ta kinh hãi. Bất Hủ Hàn sắc mặt âm trầm nói, đương nhiên là tìm đôi cẩu nam nữ Diệp Bắc Minh và Côn Ngô Mật Phi rồi, cổ tông Hàn ông biết rõ mà còn hỏi à. Chuyện về thần viện Thái Thương, ông chưa nghe qua à. Cổ tông Hàn âm thầm cảm thấy buồn cười, ông ta sớm đã biết về chuyện của thần viện Thái Thương rồi. Lúc này, đương nhiên sẽ không soi mói chuyện của nhà người khác, Bất Hủ huynh, đôi cẩu nam nữ này nhất định sẽ không thể trốn thoát. Hừ, còn cần ông nói à? Bất Hủ Hàn nghiêm túc nói, bí thuật truy tìm của tộc Bất Hủ này đã phát hiện ra khí tức của đôi cẩu nam nữ này, bọn chúng có lẽ đang ở trong rừng lạc đường. Người đâu, lập tức đăng ảnh của đôi khốn nạn này ngay. Bất kỳ ai phát hiện ra bọn chúng, sẽ được tộc Bất Hủ trọng thưởng. Một nhóm người phía sau tiến tới. Dán ảnh của Diệp Bắc Minh và Côn Ngô Mật Phi khắp nơi. À, là bọn họ. Ngụy Tường thấy ảnh chân dung của hai người thì sợ hãi kêu lên. Cổ tông Hàn cau mày, ngươi nhìn thấy hai người này sao? Sắc mặt Ngụy Tường tái nhợt, đại nhân, công tử nhìn chúng người phụ nữ trong tranh, thế nên dẫn người đuổi theo. Ngươi nói gì cơ? Cổ tông Hàn nheo mắt, gần như gầm lên, con mẹ nó. Tu Nhi sao lại dám khiêu khích bọn chúng, đây không phải là muốn chết sao? Nhanh, lập tức liên hệ với Tu Nhi. Đúng. Ngụy Tường sợ hãi đến mức vội móc ra đá truyền âm rồi rót thần lực vào trong. Tại nơi sâu trong rừng lạc đường. Khi Diệp Bắc Minh đang ôm ba người ngồi bên đống lửa giúp họ giữ ấm. Một trận tiếng bước chân vồn vã truyền tới. Trong phút chốc xung quanh đã bị bao vây chặt chẽ, chặt đứt mọi đường lui của Diệp Bắc Minh. Ôi chao, tên nhóc này đúng là phúc phận không mỏng mà. Một người mà ôm những ba vị mỹ nữ. Người đẹp à, vòng tay của chúng tôi cũng rất ấm áp, có muốn chui vào thử xem sao không? Hai tên thanh niên với khuôn mặt đầy dung tục mở lời. Để tôi khiến các người ấm hơn một chút. Diệp Bắc Minh giơ tay vỗ nhẹ một chưởng, hai ngọn lửa liền bay ra, rơi trúng hai kẻ vừa nói chuyện kia. À, hai tên thanh niên chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết liền bị ngọn lửa nuốt chửng lấy. Chúng điên cuồng lăn lộn vài vòng trên đất rồi hóa thành cho bụi. Sắc mặt của Tu tối sầm lại, phần thiên chi diễm. Một tên rác rưởi như mày vậy mà dám đánh lén. Giết hắn cho tôi. Cẩn thận dị hỏa. Vâng. Sáu người còn lại hét một tiếng, đồng thời lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh giơ tay nắm lấy, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục liền xuất hiện trong tay anh rồi quét ngang ra ngoài. Kiếm khí hình huyết long biến mất trong tích tắc. Phụt, phụt, phụt. Đầu của sáu người bay lên cao, thân thể vẫn giữ nguyên quán tính lao về phía Diệp Bắc Minh, phịch một tiếng quỳ xuống xung quanh anh. Công tử, cứu mạng. Sáu cái đầu hét lên, kinh hoàng bay về phía cổ tu. Khóe miệng Diệp Bắc Minh vẽ lên ý cười trêu đùa, nổ. Một từ này giống như hiệu lệnh, đầu của sáu kẻ kia nổ tung như quả dưa hấu, máu tươi bung bét dính bắn về phía người cổ tu. Trịnh Khung một bước tiến tới chắn trước mặt cổ tu, nhanh chóng ngưng tụ sức mạnh thành một tấm khiên ánh sáng ngăn chặn lại máu tươi đang bắn tới. Con mắt cổ tu co rụt lại, phế vật, xem ra ông đây đánh giá thấp mày rồi. Không ngờ mày lại giả heo ăn thịt hổ. Đáng tiếc có Trịnh Khung ở đây, cho dù mày là một con rồng cũng không cuốn lên nổi sóng gió. Lão Trịnh, giết hắn đi. Cổ tu lạnh lùng ra lệnh. Vâng thưa công tử. Trịnh Khung tùy tiện quơ vào không khí, một ngọn giáo màu đen liền xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta, giống như tia sét đâm thẳng về phía trái tim Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vẫn ung dung ngồi dưới đất, ôm ba người kia. Anh không hề có ý định đứng dậy. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục lại chém ra ngoài. Nhãi con, mày đừng quá ngông cuồng, ngay cả đứng lên cũng không chịu. Lão Phu muốn mày biết kết cục của việc coi thường Lão Phu, trong lòng Trịnh Khung lửa giận bừng bừng, sức lực trên tay lại tăng thêm hai phần, đồng thời thay đổi vị trí. Trực tiếp hướng tới phần đầu của Diệp Bắc Minh. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục cùng ngọn giáo đen va chạm một chỗ. Một luồng sức mạnh khủng tra nổ tung, Trịnh Khung vậy mà bị thổi bay ra ngoài, khóe miệng còn trào ra máu. Thực lực của mày, sao có thể? Trịnh Khung giật mình kinh hãi. Cổ tu cũng ngây người, bất giác lùi lại, nhìn hướng Trịnh Khung hỏi, lão Trịnh, chuyện này là sao? Tôi kêu ông giết tên nhãi đó, ông đang làm cái quái gì vậy? Công tử, tên nhãi này có vấn đề. Sắc mặt của Trịnh Khung ánh lên sự sợ hãi, một kiếm vừa rồi ít nhất cũng bằng sức mạnh của 500 con rồng.
thực lực của tên nhãi này chắc chắn không chỉ dừng lại ở cảnh giới đại năng tầng 2. Ít nhất cũng gần đạt tới đại năng tầng 9, thậm chí là tương đương với đại đạo tầng 1. Cái gì? Cổ Tu nheo mắt lại, lạnh băng nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm, cảnh giới đại đạo tầng 1 thì đã thế nào? Còn không phải là rác rưởi sao? Tôi ra lệnh cho ông không tiếc giá nào cũng phải giết chết hắn. Trịnh Khung cau mày. Nếu Cổ Tu đã hạ lệnh, ông ta khó có thể cự tuyệt. Ngọn giáo màu đen xoay vòng, xuyên phá hư không mà tới. Ba người các em lui ra một chút. Diệp Bắc Minh nói. Ba người đều nằm trong ngực khiến anh không tiện thi triển võ công. Được. Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi cùng Viên Tử Y liền lui ra. Diệp Bắc Minh đứng lên, trực tiếp bạo phát ra một kiếm. Tiếng gầm của rồng vang vọng khắp bầu trời, một con huyết long lao tới như một cơn sóng thần. Sau khi đánh tan tác mọi thế công của Trịnh Khung, nó giống như thiên thạch đập mạnh xuống lồng ngực ông ta, bùm một tiếng nổ tung. Trịnh Khung hóa thành xương máu tản ra khắp trời, thần hồn trực tiếp bị tiêu diệt. Chết! À! Cổ Tu sợ tới mức hai chân đều mềm nhũn. Hắn định quay người muốn chạy thoát thân, nhưng hai chân giống như đeo chì mà ngã sóng xoài xuống đất. Hắn khiếp đảm nhìn Diệp Bắc Minh đang sải bước về phía mình mà đổ mồ hôi như mưa, lắp bắp nói, anh! Anh Diệp à, tôi chỉ là đang đùa với anh thôi. Vậy sao, tôi cũng đang đùa với anh đó. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười tâu toét. Kiếm Càn Khôn Trấn Ngục hạ xuống, một bên cẳng chân của Cổ Tu liền bay ra ngoài. A, à, chân của tôi. Hắn đau đớn nằm vật trên đất. Phẫn nộ điên cuồng mà ngẩng phát đầu dậy, nhìn chòng chọc Diệp Bắc Minh giống lên, mẹ kiếp. Mày dám làm như vậy với tao, ông đây là người của đế huyết cổ ra đó. Mày xong đời rồi. Còn có cả đám phụ nữ kia của mày nữa. Thế à? Diệp Bắc Minh mỉm cười, đường kiếm thứ hai rơi xuống. Chiếc chân còn lại của Cổ Tu liền nổ tung thành thịt vụn. Ai toi đời cơ? Là tôi toi đời, là tôi, cầu xin anh đừng làm hại tới tôi nữa, Cổ Tu cuối cùng cũng biết sợ hãi. Tên này từ đâu nhảy ra vậy? Bản thân đã tiết lộ ra thân phận của đế huyết cổ tộc vậy mà còn dám ra tay với mình. Đinh! Chiếc nhẫn chứa vật của Cổ Tu phát ra âm thanh giòn tan. Tiếng gì vậy? Đây là đá truyền âm của bạn đồng hành của tôi. Nhất định là cha tới rồi, Cổ Tu vui mừng khôn xiết. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự oán độc. Nhãi con, nơi này cách ngoại ô của rừng lạc đường chưa đến ngàn dặm, nếu nhóm người của cha tao dồn toàn lực đuổi đến, thì trong vòng 100 nhịp thở nữa sẽ tới nơi. Cha tao là đại đạo tầng 5, khoảng cách này giống chỉ như ăn kẹo. Nếu mày thức thời, tốt nhất là lập tức quỳ xuống cầu xin tha mạng, tao còn có thể cho mày một cơ hội. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Trong mắt Cổ Tu tràn đầy lạnh lùng, nhẫn chứa vật vừa lóe lên ánh sáng. Một viên đá truyền âm liền xuất hiện trong tay hắn. Tu Nhi, tạ ơn trời đất con vẫn còn sống. Cổ Tông Hàn thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói, Ngụy Tường nói con đã đuổi theo cái tên Diệp Bắc Minh kia rồi. Bây giờ lập tức trở về cho bố. Tên nhãi đó cực kỳ nguy hiểm. Hắn đã giết chết một vị trưởng lão cảnh giới tế đạo tại thần viện Thái Thương đó. Còn cướp đi con dâu của tộc bất hủ ngay trước mặt mọi người. Con tuyệt đối đừng để tinh trùng lên não mà hồ đồ, trở về đây ngay. Nghe được lời này của Cổ Tông Hàn, sắc mặt Cổ Tu thoát cái tái nhợt như giấy. Hai hàm răng va lại cách vào nhau. Cha, cha nói chấm CSA nói cái gì cơ? Diệp Bắc Minh, hắn giết chết một vị tế đạo, Cổ Tu run lẩy bẩy hỏi lại. Cổ Tông Hàn nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn, Tu Nhi, con sao thế? Con có phải là đã chạm trán với hắn rồi không? Cổ Tu dùng mình, nhìn lên, vừa hay chạm phải gương mặt cười như không cười của Diệp Bắc Minh, tao đã cho mày cơ hội rồi, cha mày có thể cứu được mày không? Anh Diệp à, Cổ Tu toàn thân run rẩy, cho dù mất đi đôi chân vẫn nằm phủ phục trên đất, điên cuồng dập đầu, tha mạng. A, à, nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Cổ Tu. Tu Nhi, không. Mày là ai? Diệp Bắc Minh, mày là Diệp Bắc Minh. Cổ gia tao không thù không oán với mày, mày thả con trai tao ra, Cổ Tông Hàn như rơi vào điên loạn hét vào trong viên đá truyền âm. Khi mọi người của tộc bất hủ và Côn Ngô nghe ngóng được động tĩnh cũng gấp rút tập hợp lại với nhau. Sau một lúc, một giọng nói vang lên từ đá truyền âm. Trước kia không có, giờ thì có rồi. Diệp Bắc Minh, rốt cuộc con trai của tao thế nào rồi? Cổ Tông Hàn gầm lên. Cũng không có gì cả, chỉ là hóa thành một màn xương máu thôi. Người của tộc bất hủ cùng Côn Ngô nhao nhao há miệng chửi bới, Diệp Bắc Minh,
tao khuyên mày hãy giơ tay chịu trói. Nếu không một khi bị bọn tao bắt được, tao bảo đảm mày sẽ nếm được mùi vị sống không bằng chết là thế nào. Có gan thì vào trong rừng lạc đường đi. Diệp Bắc Minh khẽ cười, các người vào bao nhiêu tôi liền giết bấy nhiêu. Gia tộc đế huyết, ông đây giết không sai. Đá truyền âm phát nổ. Bên đống lửa trại, Côn Ngô Mật Phi kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh hỏi, Tiểu Minh Minh à, anh đây là muốn làm gì vậy? Giết cổ tu xong chúng ta phủi mông đi luôn là được, sao anh còn muốn dụ bọn họ tới đây? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, lắc đầu đáp, trốn chạy không phải phong cách của tôi. Tôi muốn bọn họ biết rằng, Diệp Bắc Minh tôi không phải quả hồng mềm, để mặc bọn họ nắn bóp. Nơi đây là rừng lạc đường, ngọn gió sát thần lại nổi lên rồi. Côn Ngô Mật Phi giật mình, anh định làm gì? Phía sau Diệp Bắc Minh tuôn ra một nguồn sát khí cuồn cuộn ngất trời, sát thần, sát thần. Ngọn gió thuộc về tôi đang thổi tới rồi, không giết sạch bọn họ, tôi sao xứng danh với hai chữ sát thần này. Cho dù là ở nguyên thủy chân giới, tôi vẫn phải khiến bọn họ khi nghe thấy hai chữ sát thần này đều phải cảm thấy kinh hồn táng đảm. Ồ, đôi mắt đẹp của Côn Ngô Mật Phi lấp lánh. Máu cô sôi lên vì phấn khích. Cơn lạnh lẽo do cơn gió sát thần quét tới dường như đã lắng xuống rất nhiều, có vẻ rất kích thích đó, để em giúp anh. Dung Phi, Nhã Phi, Tử Y, các em đi vào trong tháp trước đi. Giọng điệu của Diệp Bắc Minh tràn đầy lạnh lùng, cuộc sát phạt, bắt đầu rồi. Một lúc sau, người của cổ tộc, tộc bất hủ cùng Côn Ngô đều đã đuổi tới. Bên cạnh đống lửa vẫn còn ngổn ngang 6 cái xác không đầu. Cùng hai làn xương máu dày đặc. Tu Nhi. Biểu cảm cổ tông Hàn vặn vẹo, khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc của cổ tu thì thật sụp chết lặng. Ngay cả một tia thần hồn cũng không sót lại, đồng nghĩa với việc cơ hội trùng sinh là số 0. Diệp Bắc Minh, cổ tông Hàn tao thề không đội trời chung với mày. Bất hủ Hàn hét lên, đuổi theo. Sắc mặt Côn Ngô Thiên Huyền tái xanh, còn đứng được ra đó làm gì? Tên tiểu xúc sinh này hại tộc Côn Ngô ta khốn khổ như vậy, đuổi theo cho tới khi giết được hắn mới thôi. Người của hai bên vừa rời khỏi, hướng tới nơi sâu trong núi lạc đường. À! Đột nhiên, một tiếng hét rợn người vọng tới từ phía sau. Chuyện gì vậy? Hai người biến sắc. Có người tập kích. Ba người cổ tông Hàn, bất hủ Hàn, Côn Ngô Thiên Huyền lập tức quay đầu, chạy về phía hiện trường vụ việc. Thi thể của một ông già thuộc tộc bất hủ đang nằm trên mặt đất. Phần đầu đã nổ tung. Mẹ kiếp, bất hủ ngạo. Bất hủ Hàn suýt chút nữa nhảy dựng lên, ông ta nhận ra trang phục của người này. Côn Ngô Thiên Huyền cau mày, Hàn huynh, sao vậy? Gương mặt bất hủ Hàn đen kịt, bất hủ ngạo, trưởng lão tộc tôi. Là đại đạo chi thượng tầng 4. Cái gì? Cổ tông Hàn cùng Côn Ngô Thiên Huyền liếc mắt nhìn nhau. Một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân dâng lên tới đỉnh đầu họ. Từ lúc phát hiện ra tiếng động cho tới khi bọn họ xông tới còn chưa đầy 5 nhịp thở. Điều đó có nghĩa là, trong thời gian 5 nhịp thở, Diệp Bắc Minh có thể chém giết một vị đại đạo chi thượng tầng 4. Chuyện này cũng quá khủng bố rồi. Cho dù là bọn họ cũng không có cách nào làm được điều đó. Ông chắc chắn chứ, thực sự là do Diệp Bắc Minh làm sao? Ông tận mắt nhìn thấy tên nhãi đó ra tay à, cổ tông Hàn vọt tới trước mặt một người đàn ông trung niên của tộc bất hủ, túm lấy cổ áo ông ta hỏi. Sắc mặt người đàn ông trung niên trắng bệch, khiếp sợ gật đầu, đúng vậy. Chỉ có một mình Diệp Bắc Minh. Hắn bất ngờ lao ra khỏi mặt đất, dùng một kiếm chém đứt đầu lão ngạo. Dưới đất, đám người giật mình, vội vàng tung mình lên không trung. Một tiếng rồng ngâm bỗng nhiên vang lên. Cách đó hàng trăm mét trên bầu trời, kiếm càn khôn chấn ngục bất thình lình giáng xuống. Một ông già mặc áo đen lập tức bị chặt thành hai nửa bắt đầu từ phần đầu. Kiếm càn khôn chấn ngục quét qua, xương máu nổ tung. Lão thiết! Côn Ngô Thiên Huyền kinh ngạc thốt lên, ngay lập tức phản ứng lại, còn ngẩn người ra đó làm gì? Giết, giết hắn cho ta. Hàng chục đại đạo chi thương đồng loạt ra tay, toát ra khí thế hủy thiên diệt địa. Bùm, bùm, bùm. Vô số năng lượng khủng bố dâng trào. Vị trí của Diệp Bắc Minh trong nháy mắt biến thành hư vô, hư không sụp đổ. Vùng đất với bán kính vài trăm mét hoàn toàn cháy đen chỉ trong chớp mắt. Chết chưa? Hẳn là chết rồi, có người gật đầu. Giây tiếp theo, một thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn bộ mảnh đất trời này, đừng vội, các người cứ từ từ chơi đi. Các người tổng cộng có 63 đại đạo chi thượng, tôi chỉ vừa giải quyết 2 tên, còn 61 tên nữa.
Tôi sẽ đánh bại từng người một cho đến khi giết sạch các người. Cùng lúc đó tại một nơi cách xa hàng trăm dặm, một nhóm thanh niên nam nữ yêu tộc đứng trên không trung với vẻ mặt ngưng trọng. Đám nhân loại đáng chết này, vậy mà dám cả gan xông vào tại thời khắc quan trọng nhất khi tế hoàng độ kiếp. Gió sát thần đều đã thổi tới bìa rừng rồi, chúng còn dám tiến vào, không sợ chết sao? Hơn 60 tên đại đạo chi thượng, còn lại 100.000 người đều là cảnh giới đại đạo chi thượng trở xuống. Một tên thanh niên có sừng trên đầu đầy mặt ngạo mạn nói, thì xem ai giết được nhiều nhất đi. Thích thì chiều. Hơn chục bóng người tản ra rồi biến mất dạng trong màn đêm. Sau khi hạ gục hai tên đại đạo chi thượng, Diệp Bắc Minh liền trở về bên cạnh Côn Ngô Mật Phi. Hai người trốn trong một cái hốc cây trên ngọn cây cao chót vót. Nhanh như vậy đã về rồi. Xung quanh cửa hang được bao trùm trong dòng khí hỗn độn. Diệp Bắc Minh ngồi bệt xuống đất, đêm nay không cần làm gì cả, tôi đã liên tiếp giết chết hai tên đại đạo chi thượng rồi. Tất cả bọn chúng đều rơi vào tình trạng chim sợ cành cong, tinh thần phòng thủ đang là lúc mạnh nhất. Chúng ta đi ngủ trước, đợi đến bình minh, lúc tinh thần của họ suy yếu nhất. Côn Ngô Mật Phi vòng tay qua cổ Diệp Bắc Minh, treo lên người anh, mập mờ hỏi, anh vừa nói là. Đi ngủ sao? Khụ khụ, Mật Phi à, ở đây không tiện lắm đâu, ngay cả khuôn mặt dày như Diệp Bắc Minh cũng không kìm được đỏ bừng. Có gì không tốt chứ? Em cứ muốn ở đây đó. Côn Ngô Mật Phi mạnh bạo hôn tới, vừa định đẩy ngã Diệp Bắc Minh. Bỗng nhiên. À. Đừng mà, cứu mạng. Xa xa truyền đến những thanh âm hoảng loạn, người của cổ tộc, tộc bất hủ cùng Côn Ngô đều hãi hùng. Chuyện gì xảy ra thế? Diệp Bắc Minh sửng sốt. Hai người đánh mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy hơn chục bóng người quái dị đang lao vào đám đông tàn sát. Đây là yêu tộc. Côn Ngô Mật Phi trợn to mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, thực lực đều là đại đạo chi thượng, sao bọn chúng lại ra đây rồi? Diệp Bắc Minh cũng hết sức ngạc nhiên. Thực lực của đám yêu tộc này thật kinh người. Dưới sự hợp sức của hơn chục người vậy mà dồn dập đánh bại hơn 60 tên đại đạo chi thượng, còn không ngừng có người ngã xuống. Thương vong đã hơn quá nửa. Đi, rút lui nhanh. Mẹ kiếp, Diệp Bắc Minh, Côn Ngô Mật Phi cấu kết với yêu tộc rồi. Bất hủ hàn cũng không kiên trì nổi nữa, gầm lên một tiếng liền quay người bỏ chạy. Rút, cổ tộc cùng tộc Côn Ngô cũng binh bại như núi đổ. Tất cả đều vội vã tháo chạy về phía bên ngoài rừng lạc đường. Một đám rác rưởi vô dụng, với chút thực lực này cũng dám xông vào rừng lạc đường, tên thanh niên tóc tím liếm vết thương trên tay, ta đã giết 3.669 tên, trong đó có hai tên đại đạo chi thượng. Ta giết 1.579 tên, một tên đại đạo chi thượng. 1.876 tên, một tên đại đạo chi thượng. 2.341 tên, một tên đại đạo chi thượng. Mọi người thống kê xong số lượng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái mặc đồ đỏ. Cô gái áo đỏ thản nhiên phun ra một câu, 3.670 tên, hai tên đại đạo chi thượng. Lôi Lam, người thua rồi. Mọi người đều choáng váng. Vừa hay dẫn trước một tên. Nụ cười của tên thanh niên tóc tím cứng lại, ánh mắt vừa chuyển liền ghim chặt lên một cái cây cao hàng trăm mét ở phía xa. Ai bảo ta thua? Hình như ở đây còn có hai tên chuột nhắt nữa thì phải. Hơn chục bóng người gần như đồng thời bước ra, vây quanh nơi ẩn náu của Diệp Bắc Minh cùng Côn Ngô Mật Phi. Lôi Lam quát to, cút ra đây cho ta. Trên cây cao còn có hai người đang ẩn trốn. Chỉ cần giết họ, Lôi Lam sẽ lập tức vượt qua cô gái áo đỏ mà thắng lợi. Diệp Bắc Minh rút bỏ dòng khí hỗn độn, cùng Côn Ngô Mật Phi bước ra khỏi cái hốc trên cây. Đồng bọn đều đã bỏ chạy rồi. Sao các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này yêu đương vụng trộm vậy? Nhân loại đúng là thứ bẩn thỉu, một tên thanh niên yêu tộc nhếch miệng cười khinh bỉ. Miệng sạch sẽ chút cho tôi. Giọng nói của Diệp Bắc Minh lạnh băng. Ha ha ha. Xung quanh lập tức vang lên một tràng cười khoái trá. Trên mặt tên thanh niên yêu tộc vừa lên tiếng kia tràn đầy ý cười trêu đùa, miệng của ta không sạch sẽ thì đã thế nào? Muốn chết. Giọng nói của Diệp Bắc Minh đã rét lạnh tới cực điểm. Mười mấy tên yêu tộc liền cảm thấy một trận ớn lạnh. Giây tiếp theo, Diệp Bắc Minh vậy mà chủ động ra tay, tiến lên một bước, thi triển thúc địa thành thốn. Trước khi tất cả kịp phản ứng lại, anh đã xuất hiện trước mặt tên thanh niên kia, vung nắm đấm tới miệng hắn. Con run dế nhân loại này, muốn chết à? Sắc mặt tên thanh niên yêu tộc lạnh lùng, trực tiếp hóa thành dáng vẻ thực sự.
Một con cá sấu dài hơn 10 thước há chiếc miệng to như chậu máu đớp về phía cánh tay Diệp Bắc Minh. Sẵn sàng cắn đứt nó. Diệp Bắc Minh quét qua một quyền, hơn chục cái răng trực tiếp gãy rụng. Cùng lúc đó, cả người anh nhảy vọt lên trên tấm lưng của cá sấu. Từng quyền nối tiếp từng quyền đánh xuống, khiến cá sấu phải gầm lên đau đớn. Cút ngay. Hắn cực kỳ phẫn nộ giống lên. Hắn điên cuồng lăn lộn trên đất, muốn hất Diệp Bắc Minh xuống đất. Bùm, bùm, bùm. Nắm đấm của Diệp Bắc Minh giống như mưa bão chút xuống. Những chiếc vải kiên cố tưởng chừng không gì phá vỡ nổi vậy mà từng chút một nứt lìa, rỉ ra máu tươi đầm đìa. Tên nhóc này lại hung hãn tới vậy. Những tên yêu tộc còn lại đều choáng váng. Thứ khốn kiếp, tao thấy mày là chán sống rồi đó. Lôi Lam hét lên. Hắn lập tức tham gia trận chiến, một ngọn giáo vàng xé gió lao tới đâm về phía đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vung ra kiếm càn khôn chấn ngục, một con huyết long liền bổ nhào vào Lôi Lam. Phá! Lôi Lam dáng vẻ bệ vệ, mũi giáo chuẩn xác rơi xuống đầu huyết long, răng rác một tiếng giòn tan, huyết long trực tiếp nổ tung. Nhãi con, còn thủ đoạn gì thì lôi hết ra dùng đi. Nếu không trước mặt Lôi Lam ta chỉ có một kết cục, chính là chết. Lôi Lam vô cùng tự tin. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại, mặc dù kẻ trước mặt này chỉ tầm đại đạo chi thượng tầng 7, nhưng thực lực lại đáng kinh ngạc. Ngọn thương này khiến anh cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Ma Long, ra đi. Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng. Ma khí trào tới từ phía sau, trong chốc lát đã xông ra 9 con ma long màu đen. Mỗi một con đều dài hàng trăm mét. Chúng vọt thẳng lên trời cao, hoàn toàn được hình thành từ ma khí. Những chiếc vảy trên cơ thể lập lòe ánh sáng kim loại màu đen. Ma khí. Thằng nhãi này không phải là con người, hắn là ma tộc. Những tên yêu tộc còn lại giật mình kêu lên. Lôi Lam, mau dừng tay lại. Cô gái áo đỏ khẽ quát. Lôi Lam không hề có ý định dừng lại, hắn dứt khoát phóng ra cây thương trong tay, khí thế để cao tới đỉnh điểm. Bọn họ đều được chứng kiến qua ngọn giáo này đã đâm chết tươi một cường giả nhân tộc đại đạo chi thượng tầng 8. Lôi Lam, ma tộc, yêu tộc là người một nhà. Người điên rồi à? Cô gái áo đỏ sốt ruột dậm chân, giơ lên tấm khiên có một mặt màu xám ngăn lại trước mặt Diệp Bắc Minh. Đinh! Chiếc khiên phát ra một tiếng vang chói tai, một gợn sóng màu vàng trào ra ngoài. Ngọn giáo màu vàng bị thổi bay ra ngoài, sau đó vòng trở lại trong tay Lôi Lam. U nhược, người có ý gì? Muốn ngăn cản ta giết chết hắn sao? Lôi Lam chĩa ngọn thương vàng của mình vào Diệp Bắc Thần. Sát khí ngập trời mà chất vấn. Cô gái áo đỏ lạnh giọng đáp, Lôi Lam, anh ta là người của ma tộc. Theo quy định của yêu tộc, tất cả những người mang trong mình dòng máu của ma tộc đều là đồng minh của yêu tộc. Nếu ngươi còn dám động tới anh ta sẽ báo cáo lại với mấy vị lão tổ. Nghe tới hai chữ lão tổ này, con người Lôi Lam xẹt qua một tia kiêng dè. Hắn thu hồi ngọn giáo, mắt lạnh nhìn Diệp Bắc Minh nói, ngươi tốt nhất đừng để ta tìm được lý do giết ngươi. Mau thả ngạc ngao ra. Nhưng Diệp Bắc Minh bỏ ngoài tai lời hăm dọa của Lôi Lam, liên tiếp dùng nắm đấm đánh xuống. Răng rắc. Miệng của ngạc ngao nổ tung, tất cả răng nanh đều rụng rời. Cuối cùng Diệp Bắc Minh dùng một cước đá bay con cá sấu dài hơn 10 mét thảm bại này ra ngoài, khiến hắn va gãy vài gốc cổ thụ mới nhếch nhá hóa thành hình người. Gò má nát bét. Không còn chiếc răng nào trong miệng. Ngươi dám làm như vậy với ta. Ta phải giết ngươi, ngạc ngao căm hận lao tới. Cô gái áo đỏ lạnh lùng phun ra một câu, ngạc ngao, ngươi muốn bị tộc quy trừng phạt có đúng không? Ngạc ngao nghe vậy thì khựng lại, nhưng thoát cái đã nghĩ ra biện pháp, tức giận gầm gừ. Tên khốn kiếp này đánh ta thành như vậy rồi, không lẽ cứ dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Người ta rõ ràng là một đôi, người mắng chửi khó nghe như vậy, đánh ngươi một trận đã là nhẹ rồi, cô gái áo đỏ công chính nói. Cô ta lại lắc đầu. Lập tức, bỗng nhiên cô ta nhớ ra mình còn chưa biết tên của hai người họ. Mắt đẹp vừa chuyển liền rời đến trên người Diệp Bắc Minh cùng Côn Ngô Mật Phi, không biết hai vị đây xưng hô thế nào. Diệp Bắc Minh, Côn Ngô Mật Phi, tôi là U Nhược, cô gái áo đỏ cũng giới thiệu tên mình, một lần nữa nhìn hướng ngạc ngao, xin lỗi anh Diệp cùng cô Mật Phi đây đi. Ngạc ngao tức giận tới mức toàn thân run rẩy, nhưng ngại thân phận của U Nhược. Hắn chỉ có thể cứng rắn nuốt cục giận này xuống bụng, nói, anh Diệp, cô Mật Phi, xin lỗi, vừa rồi là do tôi độc miệng. Diệp Bắc Minh liếc U Nhược một cái, cảm ơn cô. Sau đó kéo Côn Ngô Mật Phi nhanh chóng biến mất.
tại nơi sâu trong rừng lạc đường vong tới tiếng gầm chói tai của dã thú. Lôi Lam, U Nhược đột nhiên biến sắc, cấp tốc lao về phía phát ra âm thanh. Tiếng gì vậy? Diệp Bắc Minh vừa rời đi không xa, không khỏi cau mày ngoái đầu nhìn lại. Côn Ngô Mật Phi cũng ngẩng đầu, kinh ngạc nói, đây là âm thanh của Tế Linh, hình như ở sâu trong rừng lạc đường xảy ra chuyện lớn rồi. Bằng không Tế Linh tuyệt đối sẽ không phát ra thanh âm như vậy để triệu tập đám yêu tộc. Cùng lúc đó, Giao Chỉ kích động truyền âm tới, nhóc con, người quả nhiên rất may mắn đó. Đây là âm thanh báo hiệu Tế Hoàng bỏ mình, muốn tuyển chọn ra Tế Hoàng đời tiếp theo. Mau đi đi, nếu ngươi có thể giành được nội đan của Tế Hoàng, ít nhất có thể tăng lên ba cảnh giới nhỏ đó. Bên ngoài khu rừng lạc đường. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Bất Hủ Hàn may mắn thoát chết trong gang tấc, nhưng hàng chục đại đạo chi thượng truy giết một tên Diệp Bắc Minh vậy mà bị đánh tới mức tháo chạy tán loạn như vậy. Nếu bị truyền ra ngoài không phải là sẽ mất mặt đến chết sao? Tên tiểu súc sinh đáng chết này vậy mà cấu kết với yêu tộc. Côn Ngô Thiên Huyền, đây là chuyện tốt mà tộc Mật Phi các người làm ra đó. Ánh mắt của những người khác đều đổ dồn lên người Côn Ngô Thiên Huyền. Cái này, không liên quan gì tới chúng tôi. Tộc Côn Ngô sớm đã trục xuất con khốn Côn Ngô Mật Phi đó ra khỏi gia tộc, huống chi vừa rồi chúng tôi cũng thiệt mạng rất nhiều người. Sắc mặt Côn Ngô Thiên Huyền đại biến. Cổ huynh, ông cũng nói giúp tôi vài lời đi chứ. Vừa nói ông ta vừa đưa ánh mắt cầu cứu về phía Cổ Tông Hàn. Cổ Tông Hàn nghiêm mặt đáp, Bất Hủ huynh, ông ấy nói đúng đó. Tộc Côn Ngô hơn ai hết đều muốn giết chết đôi nam nữ chó má đó, Côn Ngô Mật Phi tự mình phản bội gia tộc, cũng không thể đổ hết lỗi lên tộc Mật Phi được. Một kẻ phản bội mà thôi, không thể trách tội toàn bộ tộc Côn Ngô. Đúng vậy. Côn Ngô Thiên Huyền vội vàng gật đầu. Bùm. Một thân cây cao ngất bên cạnh bị Bất Hủ Hàn một quyền đánh thành bột phấn, đem tin tức đôi nam nữ chó má kia cấu kết với yêu tộc truyền ra ngoài đi, sau này chỉ cần bọn chúng dám rời khỏi rừng lạc đường, sẽ lập tức bị các thế lực săn đuổi. Không đúng. Côn Ngô Thiên Huyền cau mày. Sao thế, ông còn muốn bao che cho chúng à, đôi mắt Bất Hủ Hàn răng đầy tia máu. Côn Ngô Thiên Huyền giật mình, vội vàng lắc đầu phủ nhận, ý tôi là khu rừng lạc đường này. Có phải đêm qua chúng ta gặp phải gió sát thần rồi không? Cơn gió này chỉ trong trăm ngàn dặm của núi lạc đường mới xuất hiện. Đêm qua mới chỉ cách mấy ngàn dặm vậy mà đã có gió sát thần rồi. Chẳng lẽ, Cổ Tông Hàn giật nảy, sau đó mới kịp phản ứng lại, rừng lạc đường xảy ra chuyện gì rồi? Giây tiếp theo, tiếng gầm của dã thú tràn tới như sóng cuồng. Tế Linh, là âm thanh của Tế Linh. Âm thanh gấp gáp bi thương, có Tế Linh bỏ mình rồi. Mau thông báo cho gia tộc, đây là cơ hội ngàn năm có một. Kế hoạch ấp ủ bao lâu nay không lẽ sắp thành hiện thực rồi. Nghe được âm thanh này, Diệp Bắc Minh cùng Côn Ngô Mật Phi gia tăng bước chân, lao như bay về phía sâu trong rừng lạc đường. Một ngày sau đó, không ổn, có gì đó bất thường ở đây. Khuôn mặt xinh đẹp của Côn Ngô Mật Phi không giấu được vẻ ngạc nhiên, chúng ta đã đi sâu vào trong trăm ngàn dặm rồi, vậy mà dọc đường một con yêu thú cũng không thấy. Không lẽ toàn bộ yêu thú đã thực sự tới nơi sâu nhất kia? Thật sự có Tế Linh buông mình. Nghe được hoài nghi của Côn Ngô Mật Phi, Giao Chỉ cười kiêu ngạo. Tiểu Phi Phi à, ngay cả ngươi cũng nghi ngờ bổn đế sao? Côn Ngô Mật Phi không vui, hỏi vặn lại một câu, Tiểu Phi Phi là tên cho cô gọi à? Bổn đế cứ muốn gọi đó, Tiểu Phi Phi, Tiểu Phi Phi, Giao Chỉ cũng không chịu thua. Cô, mắt thấy hai người sắp cãi nhau to tới nơi. Được rồi. Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, tới xem tình huống cụ thể rồi lại nói. Dòng khí hỗn độn bao trùm lấy hai người họ, tiếp tục hướng về phía sâu trong khu rừng lạc đường. Suốt một ngày một đêm này, trên đường vẫn không có bóng dáng một con yêu thú nào. Họ lại đi tiếp nửa ngày nữa. Đột nhiên, dọc đường đi một lượng lớn rừng nguyên sinh đổ rạp, cây cối nổ tung, trên mặt đất còn in đầy dấu chân dã thú. Một số lượng lớn xác yêu thú bắt đầu xuất hiện trước mặt họ, tình trạng vô cùng bi thảm. Thú triều. Hơn nữa còn không chỉ có một đợt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy, Côn Ngô Mật Phi chỉ nhìn thoáng qua đã biết nơi đây vừa trải qua một trận càn quét. Diệp Bắc Minh cau mày, đi tới trước một xác hổ dài hàng chục mét. Một kiếm phá nát đan điền, móc ra một viên tinh hạch màu đen từ bên trong. Nó ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Tinh hạch vẫn còn chứng tỏ không phải bị con người săn giết, mà là đồng loại tương tàn. Côn Ngô Mật Phi phỏng đoán,
trừ phi Tế Hoàng buông mình chưa chọn ra được ngay tân hoàng nên yêu tộc xảy ra nội đấu rồi. Rất có khả năng đó, tới đó liền biết thôi. Dọc đường này, Diệp Bắc Minh thu thập được không ít tinh hạch yêu thú. Một hơi này vậy mà đạt tới hàng chục ngàn viên. Anh không chút nghĩ ngợi ném chúng vào trong tháp càn khôn chấn ngục, bất giác đã chất thành núi. Tiếng gầm trầm thấp của tế linh cấp thú hoàng lại vang lên. Âm thanh như sóng thần quét qua toàn bộ rừng lạc đường. Tiếp đó, một số âm thanh khác nhau liên tiếp vang lên cùng lúc, vô số gốc cây cổ thụ bị quật ngã bởi năng lượng ẩn chứa trong làn sóng âm thanh này. Âm thanh này, ít nhất phải có 5 tên tế linh, cả người côn ngô mật phi phát run. Khuôn mặt xinh đẹp thoát cái trắng bệch. Cô chậm rãi quay đầu, trong mắt đều là sợ hãi. Tiểu Minh Minh à, e rằng yêu tộc xảy ra chuyện lớn rồi, anh thực sự vẫn muốn qua đó sao? Diệp Bắc Minh quả quyết gật đầu, đi. Nếu có nguy hiểm gì, tôi sẽ đưa em vào trong tháp càn khôn chấn ngục, chỉ cần không trở thành mục tiêu của tồn tại cấp tế linh, tôi hẳn là có thể tự bảo vệ mình. Anh rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy đến với yêu tộc. Hai người tiếp tục tiến lên. Một ngày sau, tại nơi sâu trong rừng lạc đường. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hai người phải trợn mắt há mồm, hoàn toàn đứng hình. Phía trước, một ngọn núi cao hàng trăm ngàn mét vọt thẳng lên nơi sâu thẳm của tầng mây. Khu vực xung quanh chân núi dày đặc hàng trăm triệu yêu thú đang điên cuồng tàn sát lẫn nhau. Ai chiếm được núi thánh, bổn tọa liền phong hắn làm vương. Một con gấu đen ba đầu sáu tay cao 10.000 mét tóm lấy một ngọn núi nhỏ rồi ném về phía ngọn núi cao hàng trăm nghìn mét kia. Lời này vừa vang. Vô số yêu thú phía sau nó liền như lên cơn điên mà lao về phía trước, quần đấu với đám yêu thú dưới chân núi thánh kia. Hùng hoàng sáu tay, trong ghi chép của thần viện Thái Thương có nói nó đã là cảnh giới tế đạo vào hàng tỷ năm trước. Côn Ngô Mật Phi hơi run lên, không lẽ ngọn núi mà hắn đang tấn công kia chính là núi thánh của yêu tộc. Là một trong 10 ngọn núi thần từ thời sáng thế, núi thần thái nhất xếp hạng thứ 9. Diệp Bắc Minh ngơ người, một trong 10 ngọn núi thần từ thời sáng thế. Côn Ngô Mật Phi gật đầu, đúng vậy, núi Côn Ngô vừa hay đứng thứ 10. Một con kỳ lân lửa toàn thân rực lửa, cao mấy ngàn trượng gầm lên, uống chân huyết của ta, đốt cháy sinh mạng. Người đầu tiên của tộc kỳ lân leo lên được núi thánh chính là kỳ lân thánh hoàng tiếp theo. Vô số yêu tộc của tộc kỳ lân hăng máu lao lên. Chúng giống như phát điên liếm láp chân huyết của thánh hoàng kỳ lân. Công hiệu thần kỳ xuất hiện, toàn thân chúng lập tức bị lửa thiêu đốt, hung hăng lao vào trong đàn yêu thú dưới chân núi thánh. Tộc ta đã tồn tại trên thế gian này từ thời đất trời sáng lập. Vị trí tế hoàng kế nhiệm này nhất định phải thuộc về ta, một con mãng xà màu vàng khổng lồ ló đầu ra khỏi vạn trùng mây. Thôn thiên mãng hoàng. Côn Ngô Mật Phi toàn thân nổi da gà. Trời ạ, nghe nói trước thời đại đế lạc, thôn thiên mãng hoàng đã tồn tại rồi. Nó vậy mà chưa chết, rốt cuộc nó đã sống bao lâu rồi, 30 tỷ năm, hay là 50 tỷ năm. Nhiều năm như vậy qua đi, thôn thiên mãng hoàng vậy mà còn chưa hóa rồng. Diệp Bắc Minh ngước đầu nhìn lên. Một con trăn khổng lồ 10.000 mét màu vàng cuộn mình trên vòm trời liền phản chiếu trong mắt anh. Côn Ngô Mật Phi lắc đầu, nghe nói nó không muốn hóa rồng. Mà bước đi trên con đường của chính mình, nó từng nuốt chửng mấy chục con tổ long trong một đêm đó. Trước đây thung lũng táng long còn được gọi là sao tổ long. Tất cả tổ long đều bị tàn sát, cho nên mới tạo nên thung lũng táng long. Bỗng nhiên, bầu trời thoáng chốc trở nên tối tăm. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy, một con cá voi khổng lồ hùng dũng phá rách tầng không mà đến, chỉ riêng thân mình đã dài tới 1 triệu mét. Che trời dập đất. Bao phủ gầm trời. Xung quanh cơ thể nó sôi trào sức mạnh phép tắc, thiên lôi gầm vang. Không lẽ đây là, Côn Bằng, Diệp Bắc Minh há hốc mồm. Côn Ngô Mật Phi nặng nề gật đầu, Tiểu Minh Minh à, anh thông minh lắm. Thứ này quả thực là Côn Bằng. Trời ạ, Côn Bằng đều đã xuất hiện rồi. Diệp Bắc Minh hưng phấn nhìn chằm chằm Côn Ngô Mật Phi, nguyên thủy chân giới các em sẽ không phải là thế giới bên trong Sơn Hải Kinh đó chứ. Sơn Hải Kinh gì cơ? Côn Ngô Mật Phi thắc mắc. Diệp Bắc Minh vừa định giải thích Sơn Hải Kinh trên trái đất đầy rẫy sự kỳ quái cùng các loại yêu thú. Nhưng đúng lúc này, một tiếng cười cực kỳ kích động vang lên, ha ha ha, thì ra nội bộ yêu tộc thực sự xảy ra tranh chấp rồi. Hôm nay đúng là một cơ hội tốt, các ngươi đều đồng thời tụ tập ở đây, vậy thì chôn cùng nhau đi. Hơn chục bóng người bay tới từ mọi hướng. Diệp Bắc Minh nhận ra 3 người trong số đó.
Tô Bì Vân, Đỉnh Phù Đồ, Côn Ngô Tuyệt Long đều là cảnh giới tế đạo. E rằng những người còn lại cũng sở hữu thực lực tương đương. Máu chảy trong người Diệp Bắc Minh sục sôi, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, hơn chục cường giả tế đạo tụ họp tại đây là muốn làm gì vậy? Nhân tộc vậy mà dám đặt chân vào khu vực cấm của rừng Lạc Đường, muốn chết. Hùng Hoàng sáu tay nhấc bổng một ngọn đồi, rồi dậm chân lấy đà nhảy lên độ cao mấy nghìn mét, thẳng tay ném về phía mấy người Tô Bì Vân. Hai người Tô Bì Vân cùng Đỉnh Phù Đồ tiến lên, cùng nhau ra tay. Bùm! Ngọn đồi nổ tung, đất đã giống như sao băng đập vào đám yêu thú, nhất thời tạo nên thương vong vô số. Cùng lúc đó, hai người cùng tung ra một đòn với sức mạnh vượt qua 10 vạn long lực đánh vào ngực của Hùng Hoàng sáu tay. Khiến nó bắn ra ngoài. Đập mạnh xuống dưới chân núi Thái Nhất, mặt đất, răng rắc, một tiếng nổ tan tác, lộ ra một miệng núi lửa đáng sợ. Mọi người trước tiên hợp lực giết hết đám nhân loại này, xem ai giết được nhiều nhất, cuối cùng trở thành tế hoàng thế hệ mới, Hùng Hoàng sáu tay bỏ lên. Giống như King Kong, cánh tay điên cuồng gõ xuống lồng ngực. Được. Nhất trí. Ta đồng ý. Thôn Thiên Mãng Hoàng, Côn Bằng cùng Kỳ Lân Thánh Hoàng đều gật đầu tán thành. Cuộc chiến như sắp nổ ra. Bầu không khí cùng năng lượng điên cuồng biến ảo, còn đáng sợ hơn núi Ngục Đạo gấp 10 lần. Diệp Bắc Minh ẩn nấp từ xa quan sát với ánh mắt rực lửa, đây chính là trận đấu giữa cường giả cảnh giới tế đạo sao. Nhấc tay liền tỏa ra phép tắc thiên địa. Giao Chỉ nhắc nhở một câu, nhóc con đừng xem nữa. Loại đánh nhau của trẻ con này có gì hay mà xem, mau đi lên núi Thần Thái Nhất đi. Lão tế hoàng của yêu tộc sắp không xong rồi, nếu có thể giành được nội đan của ông ta sẽ mang lại lợi ích cực lớn cho ngươi. Diệp Bắc Minh lúc này mới phản ứng lại. Anh thuần thục điều khiển dòng khí hỗn độn bao trùm lấy cơ thể mình, cùng Côn Ngô Mật phi tiến thẳng tới đỉnh núi Thần Thái Nhất. Khắp nơi trên đường đều là yêu thú. Tiếng ồn gì thế? Hình như có thứ gì đó vừa vụt qua. Sao ta lại không nhìn thấy? Thôi quên đi, cuộc chiến sắp bắt đầu rồi, nhân loại còn đang phá rối, trông coi tất cả lối đi cho tốt, tuyệt đối không thể để con người xông lên đỉnh núi Thánh. Có yêu vương hét lên. Nâng cao tinh thần cảnh giác. Dưới sự che chắn của dòng khí hỗn độn, tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Dưới tình huống không có chướng ngại vật, núi cao trăm ngàn mét đối với Diệp Bắc Minh chẳng khác gì đất bằng. Chưa đầy 100 nhịp thở, anh đã có mặt trên đỉnh núi Thần Thái Nhất. Đây là một quảng trường khổng lồ. Một nhóm thanh niên yêu tộc đang quỳ trên mặt đất và không ngừng dập đầu trước một tế đàn cổ kính. Mấy người Lôi Lam, U Nhược cũng nằm trong số đó. Trên tế đàn có một ông lão yêu tộc đang ngồi, gần như chỉ còn lại một mảnh da người. Đây chính là tế hoàng yêu tộc. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Đều đã biến thành dáng vẻ như vậy rồi, chỉ còn sót lại một mảnh da mà vẫn còn sống. Giao Chỉ nói, ông ta độ kiếp thất bại, bị thiên lôi đánh trúng nên chỉ còn sót lại một mảnh da. Hừ, chỉ một lão yêu còn con cũng muốn thành đạo. Làm sao có thể? Đột nhiên, quảng trường rung lắc. Tế hoàng. Tứ đại yêu hoàng bị con người ngăn cản rồi, e rằng trong chốc lát không thể lên tới đỉnh núi Thánh, một tên yêu tộc hóa thành người đàn ông trung niên cao 2 mét lên tiếng. Rồi bước tới phía dưới tế đàn. Lôi Mông, bố của Lôi Lam, đại đạo chi thượng tầng 9. Chỉ còn cảnh giới tế đạo một bước chân. Nhưng đáng tiếc trong hơn 3 tỷ năm qua vẫn không có cách nào vượt qua rào cản để đột phá. Tế hoàng đại nhân, thời gian của ngài đã không còn nhiều nữa. Xin ngài lập tức chọn ra tế hoàng đời tiếp theo, ổn định cục diện yêu tộc, Lôi Mông khuỵu một gối xuống nói. Xin tế hoàng đại nhân chọn ra tân hoàng. Hơn một nửa số yêu tộc đang có mặt theo đó hét lên. Một nhóm yêu tộc khác nhìn nhau kinh ngạc. Diệp Bắc Minh cười khẽ, ha ha, đến sớm không bằng đúng lúc, yêu tộc vậy mà cũng có tiết mục bức vua thoái vị. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, nơi nào có người, ở đó có giang hồ. Yêu tộc cũng không ngoại lệ. Một ông lão yêu tộc đứng lên, giận dữ trừng mắt với Lôi Mông, Lôi Mông, việc tế hoàng đại nhân chọn ai làm tế hoàng đời kế tiếp còn cần ngươi nhắc nhở sao? Tế hoàng đại nhân lựa chọn thế nào còn chưa đến lượt ngươi lắm miệng đâu. Lôi Mông, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Lại có thêm hai ông lão yêu tộc khác đứng lên. Lôi Mông ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt rét lạnh quét về hai người họ một cái. Nhấc chân nhảy tới. Sức mạnh đáng sợ của sấm sét giáng xuống. Ba ông lão liền ngay tại chỗ hóa thành xương máu. Ba đạo thần hồn lao ra, muốn tháo chạy trong sợ hãi.
năm ngón tay lôi mông chụp vào không trung, nắm lấy thần hồn của ba người vào trong tay, trực tiếp nghiền nát. Còn ai có ý kiến với lời nói của ta không? Toàn trường chết lặng. Lôi mông hài lòng nhìn phản ứng của đám đông, rồi khẽ cười nhìn lên tế đàn, tế hoàng đại nhân, xin ngài lập tức chọn ra tế hoàng tiếp theo. Lôi mông, ông cứ nói thẳng ra là mình muốn làm tế hoàng là được rồi. Một giọng nói đột nhiên vang lên. Rầm. Vô số ánh mắt thoáng chốc đều rơi lên người một cô gái mặc đồ đỏ. U Nhược. Sao cô ta dám lên tiếng vào lúc này, mọi người trong yêu tộc sững sờ. Một bà lão vội lao tới bịt miệng cô lại, U Nhược, con đang nói nhảm gì vậy? Mau im miệng lại. Không, để cô ta nói. Lôi mông nở nụ cười dữ tợn. Một cỗ áp lực khủng khiếp đè ép lao về phía U Nhược. Bà lão vừa bịt miệng cô ta thảm hại bay ra ngoài, đập mạnh xuống tế đàn giữa quảng trường. Máu tươi tràn ra. U Nhược căn bản không thể chịu nổi sức mạnh của lôi mông. Cả hai người đều ở cảnh giới đại đạo chi thượng, chỉ kém ba cảnh giới nhỏ mà thôi nhưng lại giống như lạch trời. Lôi mông, ông lòng muông dạ thú, yêu tộc có ai không biết chứ, sắc mặt U Nhược tái nhợt, khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Tiếp tục đi. Lôi mông gật đầu. Ông ép buộc tế hoàng, đây là bất trung. Một cỗ áp lực ập tới. Thân thể U Nhược phát ra tiếng răng rắc. Cô ta không khuất phục, tiếp tục nói, ông giết trưởng lão của yêu tộc, đó là bất nghĩa. Phụt. Đầu gối của U Nhược bị áp lực đè lên, quỳ mạnh xuống đất. Năm đó ông giết cha ruột của mình mới có thể ngồi lên chức vị thủ lĩnh của lôi tộc, đó là bất hiếu. Rầm. Thân thể U Nhược đập mạnh vào đá lát sàn của quảng trường, tất cả đá đều nổ tung. Cô ta đau đớn vô cùng, cả người bị nghiền nát trong sỏi đá. Máu tươi không ngừng chảy ra khỏi cơ thể. Nhưng vẫn cứ đau đớn hét lên, một kẻ bất trung, bất nghĩa, bất hiếu như ông, làm sao xứng làm tế hoàng của yêu tộc chứ? Những người nói ta không xứng làm người, đều đã chết hết rồi. Lôi mông nở một nụ cười nửa miệng. Chậm rãi đi tới trước mặt U Nhược. Chuẩn bị một cước giẫm nát cô ta, cô cũng không ngoại lệ, đợi bổn hoàng đè chết tất cả những kẻ chống đối, ta vẫn cứ bước lên vị trí tế hoàng thôi. Cha! Lôi Lam vội vàng chạy tới trước mặt lôi mông. Ôm lấy đùi của ông ta, đừng giết, con thích cô ta, cha giữ lại một mạng cho cô ta đi. Bịch! Lôi mông một cước đá Lôi Lam bay ra xa mấy chục mét. Lôi Lam gãy 7-8 cái xương sườn, phun ra một ngụm máu tươi. Đồ khốn kiếp! Cũng chỉ là một con đàn bà mà thôi, ở đâu không có chứ. Ánh mắt lôi mông rét lạnh, một cỗ sát khí ngưng tụ, nể mày là con trai tao, tao sẽ cho mày một cơ hội. Giết chết con tiện nhân này, tao sẽ coi như vừa rồi chưa xảy ra chuyện gì. Nếu không, tao sẽ giết luôn thằng con ruột là mày đấy. Lôi mông giơ tay lên bắt lấy. Lôi Lam bay về sau, cổ vừa hay rơi vào trong tay lôi mông. Nắm ngón tay siết chặt. Rắc rắc, một cảm giác khó thở ập tới, trán Lôi Lam nổi gân xanh, hai mắt gần như lồi ra ngoài. Cha, con sai rồi, con giết. Lôi Lam kinh hãi cầu xin. Hắn ta thật sự sợ rồi. Lôi mông thản nhiên thả Lôi Lam ra, chứng minh cho tao xem đi. Lôi Lam nắm chặt tay, cây thương vàng xuất hiện trong tay, đâm thẳng về phía đầu U Nhược. Ngay lúc ngọn thương vàng sắp đâm vào đầu U Nhược thì đột nhiên dừng lại cách đó một mét. Chuyện gì? Diệp Bắc Minh cau mày. Sao chỉ phun ra một câu, thời gian đóng băng. Diệp Bắc Minh giật mình, vội quét mắt nhìn xung quanh. Lúc này mới phát hiện ra mọi thứ trên đỉnh núi thần thái nhất đều đứng yên bất động. Vạn vật tĩnh lặng, ngay cả tiếng gió lướt qua cũng không có. Sao chỉ, là cô ra tay à? Không phải ta. Vậy là ai? Ngươi nói xem. Diệp Bắc Minh phản ứng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn nằm ở trung tâm quảng trường kia. Làn da của lão tế hoàng bỗng nhiên phồng lên. Mở ra đôi mắt trống rỗng, là ta. Tế hoàng. Diệp Bắc Minh đột nhiên giơ tay lên, kiếm càn khôn chấn ngục liền xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Anh thậm chí còn dặn tháp càn khôn chấn ngục một khi có nguy hiểm liền trực tiếp hành động. Giọng nói của lão tế hoàng phẳng lặng, ngươi không cần căng thẳng, ta biết mục đích của ngươi khi đến đây, ngươi muốn nội đan của bổn hoàng đúng chứ? Diệp Bắc Minh ngẩn người. Sau đó gật đầu. Đúng. Bổn hoàng có thể đưa nội đan cho ngươi. Ồ. Nhưng ngươi cần phải làm một việc cho bổn hoàng. Diệp Bắc Minh biết quả nhiên chuyện không đơn giản như vậy. Nhưng. Nếu có thể giành được nội đan của một vị tế hoàng, nâng cao ba cảnh giới nhỏ,
vậy đồng ý với ông ta một việc cũng là đáng giá. Ông cần tôi làm gì? Bảo vệ tính mạng cho con bé, giúp con bé trở thành tế hoàng đời tiếp theo của yêu tộc trong tương lai, lão tế hoàng chỉ vào U Nhược nói. Đồng thời, tìm kiếm vũ khí đại đế mà thiên đế yêu tộc để lại, kiếm thiên yêu. Trả lại nó cho yêu tộc. Diệp Bắc Minh cau mày, ông nói vậy thì thành hai việc rồi. Lão tế hoàng khẽ cười, thứ nhất, bảo vệ một mạng cho U Nhược đối với ngươi mà nói là dễ như bỡn. Thứ hai, việc tìm kiếm kiếm thiên yêu chẳng qua là tiện tay giúp đỡ thôi. Có ý gì, Diệp Bắc Minh có chút ngờ vực. Lúc trước đầu của nữ đế giao chỉ chính là bị kiếm thiên yêu chém đứt. Từ đó tới nay, thanh kiếm này vẫn luôn được cất giấu ở nhà tù số 1, trấn giữ phần đầu của ngài ấy. Ngươi đã đem một phần thi thể của nữ đế giao chỉ ra khỏi nhà tù số 7 thì đây chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Diệp Bắc Minh kinh ngạc quá đỗi. Đầu của giao chỉ vậy mà bị kiếm thiên yêu chặt xuống. Ha ha! Nữ đế giao chỉ phá lên cười vui vẻ, bay ra từ tầng 108 của tháp càn khôn chấn ngục. Một bàn tay mềm mại trắng muốt lơ lửng giữa không trung, lão tế hoàng à, người vậy mà đoán ra rồi. Lão tế hoàng cúi đầu nói, tham kiến nữ đế, ta đã mắc kẹt ở cảnh giới tế đạo tầng 9 này hàng tỷ năm. Vốn dĩ còn tưởng rằng đã chuẩn bị xong xuôi, ai ngờ vẫn là thất bại. Ha ha, muốn thành đạo đâu có dễ dàng như vậy. Giao chỉ cười lạnh, giọng điệu đầy khinh thường, nhưng bổn đế cũng rất tò mò, sau khi trở lại tại sao bổn đế lại không cảm nhận được hơi thở của những vị đại đế khác. Ngươi là người sống sót qua thời đại đế lạc, hẳn là biết chút tin tức gì đó. Lão tế hoàng không chút giấu giếm mà nói thẳng, sau khi ngài buông mình không đến 10 tỷ năm sau. Rất nhiều đại đế lần lượt ngã xuống, cũng không ai biết đã chuyện gì đã xảy ra. Giao chỉ nghe vậy thì rơi vào trầm mặc. Đế thủ khẽ run lên. Đột nhiên, cô ta bay trở lại tháp càn khôn chấn ngục, không có thông tin gì nữa. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tiểu tháp, cô ấy làm sao thế? Tháp càn khôn chấn ngục trả lời, nhóc con, cô ta tựa hồ đang sợ hãi. Sợ hãi? Diệp Bắc Minh khựng lại. Sao chỉ là nghĩ tới điều gì vậy? Là chuyện gì có thể khiến một vị đại đế hoảng sợ đây? Diệp Bắc Minh, đây là nội đan của bổn hoàng. Cầm lấy đi, lão tế hoàng nhấc tay. Một viên nội đan màu vàng bay tới, rơi xuống tay Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh có thể cảm giác được viên nội đan này ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Không đợi anh kịp vui mừng. Hiện tượng thời gian đứng yên đã được giải trừ. Tế hoàng, người không sao chứ? Mọi người trong yêu tộc đều sửng sốt, đổ dồn ánh mắt kinh hãi nhìn lên lão tế hoàng trên tế đàn kia. Làm sao có thể? Lôi Mông cũng choáng váng. Lôi Lam cũng bị dọa tới mức phịch, một tiếng quỳ sụp xuống đất, cũng không dám tấn công U Nhược nữa. Giọng nói của lão tế hoàng trong phút chốc truyền khắp núi thần thái nhất, tế hoàng đời kế tiếp, U Nhược. Con bé chính là chủ của vạn yêu, U Nhược. Sau đó một tia sức mạnh cuối cùng tiêu tan. Lão tế hoàng hóa thành một cơn mưa ánh sáng và biến mất. Giọng nói lại giống như sóng thần cuộn tới. Từ đỉnh núi thần thái nhất cao mấy trăm ngàn mét truyền ra bao phủ lấy toàn bộ rừng lạc đường. Thế hệ tế hoàng tiếp theo được tuyển chọn ra rồi. U Nhược, kẻ này lại là ai? Chưa từng nghe nói qua. Không lẽ là tế linh mới thăng cấp? Mấy người Tô Bi Vân, Đỉnh Phù Đồ, Côn Ngô Tuyệt Long, Cổ Kiếm Trần đưa mắt nhìn nhau. U Nhược, không thể nào. Chắc chắn là giả. Hùng Hoàng Sáu Tay, Thôn Thiên Mãng Hoàng, Côn Bằng, Kỳ Lân Thánh Hoàng phớt lờ cuộc công kích của tế đạo nhân loại. Chúng như phát điên mà quay người lại, xông về phía đỉnh núi thần thái nhất. Không khí tại quảng trường trên đỉnh núi thần hoàn toàn bùng nổ. U Nhược là tế hoàng đời tiếp theo, còn là thủ lĩnh tiếp theo của yêu tộc. Vô số yêu tộc ngỡ ngàng. Cho dù là nhóm yêu tộc ủng hộ Lôi Mông cũng bắt đầu do dự rồi. Dù sao đây cũng là mệnh lệnh của lão tế hoàng, toàn bộ yêu tộc trong rừng lạc đường đều nghe thấy, ai còn dám làm trái lại đây. Là giả đó. Lôi Mông gào thét chửi bới như sấm động, U Nhược con khốn này, rốt cuộc đã dùng cách gì? Tế hoàng, chủ của vạn yêu, ngươi cũng xứng sao, chết đi cho bổn hoàng. Dứt lời liền dồn lực hạ chân xuống, chuẩn bị dẫm nát U Nhược thành xương máu. Theo tiếng động kinh thiên động địa, mặt đất dưới chân Lôi Mông hoàn toàn hóa thành bột phấn. Lấy hắn ta làm trung tâm, toàn bộ gạch lát sàn dưới chân đều nổ tung hoặc móp méo. Có thể tưởng tượng được, một chiêu này của Lôi Mông chất chứa bao nhiêu phẫn nộ. Cô không sao chứ?
một giọng nói vang lên. Mọi người trong yêu tộc đều ngẩng đầu nhìn lên tế đàn. Chỉ thấy, một thanh niên đang ôm lấy U Nhược đang bị thương nặng. Vậy mà tránh thoát được đòn tấn công của Lôi Mông. U Nhược mở mắt, vô cùng kinh hãi, là anh. Sao anh lại ở đây? Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, không có thời gian giải thích đâu, tôi chỉ nói một câu thôi, lão tế hoàng nhà cô kêu tôi cứu cô. Tôi sẽ đưa cô vào một thế giới không gian khác, nếu tôi có thể thoát khỏi nơi này sẽ thả cô ra ngoài, giải thích hết thảy chuyện này. Được. Đôi mắt đẹp của U Nhược chớp chớp vài cái, nặng nề gật đầu. Diệp Bắc Minh dùng một suy nghĩ đã trực tiếp thu U Nhược vào trong tháp càn khôn chấn ngục. Là ngươi, cha, con biết hắn, hắn tên là Diệp Bắc Minh, chỉ với một cái liếc mắt Lôi Lam liền nhận ra Diệp Bắc Minh rồi thuật lại đại khái mọi chuyện xảy ra bên ngoài rừng lạc đường cho Lôi Mông nghe. Không cần biết hắn là ai, giết hắn cho ta. Lôi Mông điên cuồng gầm lên. Sắc mặt Lôi Lam cũng trầm xuống, cha, để con lên. Hắn nắm chặt cây thương màu vàng, hét lên như một con chó điên, Diệp Bắc Minh, trước kia không giết ngươi, vậy mà còn dám vác xác tới núi Thánh Yêu Tộc. Thứ run rế, chết đi cho ta. Ngọn giáo vàng dùng một góc độ xảo trá đâm thẳng vào đầu Diệp Bắc Minh. Nếu đâm trúng, phần đầu của Diệp Bắc Minh ắt phải nổ tung, não bắn tung tóe mà chết. Về phần thần hồn của Diệp Bắc Minh, hắn nhất định phải hành hạ một phen thật tốt, rồi mới giết chết anh một cách tàn nhẫn. Lúc Lôi Lam còn đang nghĩ tới những chuyện lặt vặt này. Ngươi được tính là cái thá gì? Diệp Bắc Minh lạnh lùng phun ra một câu, thi triển thúc địa thành thốn. Anh dễ dàng né được đòn công kích từ ngọn giáo vàng, lật tay tóm lấy mũi giáo. Đồng thời đạp thẳng một cước tới. Bùm! Lồng ngực của Lôi Lam vậy mà bị một đạp này của Diệp Bắc Minh đâm thủng, khiến hắn chỉ vừa mới đặt chân lên tế đàn lại bắn ngược ra ngoài như một con chó chết. Ngọn giáo màu vàng bị Diệp Bắc Minh cướp lấy. Sau khi nặng nề ngã xuống đất, máu tươi không ngừng trào ra từ cơ thể Lôi Lam. Không thể nào, người tuyệt đối không thể có loại thực lực này, Lôi Lam như phát điên bỏ dậy. Con chó rách nát, nếu không phải có cô U Nhược đỡ lời thì ngươi đã chết từ lâu rồi, Diệp Bắc Minh không chút khách sao quát ầm lên. Sau đó làm một động tác giống như ném lao, quăng ngọn giáo vàng ra ngoài. Trực tiếp xuyên qua đầu Lôi Lam. Phun ra một câu, ngu ngốc. Sau đó liền quay người bỏ chạy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 126.